Không, mẹ bật lại cho chị. Hello, hello, em chào cả nhà. Màu này màu ghi. Nguyệt này khoái màu ghi hơn. Thôi, mặc màu này sang rồi. Màu này hay mà. Nó lạng, nó sang hơn màu ghi. Mình nhà này, mình nhà mang mặc áo này, nó hết đây chị hỏi, chị hỏi áo này, chị hỏi ơi, hay là khác. Hôm qua vừa lấy cho con hai cái rồi. Woody, con nó thích những kiểu rộng rộng đấy. Hello cả nhà, các bác vô đi. Có đồ của hàng sale cho các bác đây. Điệu đà tí xem sao. Phao nhé, hôm nay sở phao này. Sở phao cho các bác này. Phao còn chút xíu vừa bán vừa tặng nhau này. Bộ hãng này. Hỗ trợ em mới chia sẻ đây. Set của hãng đó. Hai lớp này. Hàng hai lớp này. Chất vải dạ tách, co giãn nhiều, mát. Không ấy, co giãn nhiều, mịn mát, dễ chịu. Vải thích lắm. Nhanh tay hỗ trợ em nút chia sẻ nhé. Hôm nay live cuối năm, vừa bán vừa tặng nhà mình. Hỗ trợ em nút chia sẻ live stream. Ok chưa? Nhiều thứ lắm. Cái gì lẻ lẻ hôm nay chúng ta gom được cái gì gom nhá. Hôm bữa gọi đặt mà sếp không có màu này. Đúng rồi, hôm nay mới có sếp ơi. Em nói thật là cái set này là em nhòm ngó nhà họ lâu rồi nhưng họ không sale. Không sale. Cái set này là họ có gồm có 3 màu. Màu đen, màu ghi và màu xanh. Thì cái set này thì họ đắt hàng lắm. Đắt hàng lắm. Thì họ phải làm bổ sung rất là bổ sung nguyện. Nghĩa là cái lúc này em ôm là được một cái mã hàng vừa mới làm xong ấy, các chị. Vừa mới làm xong được cách đây độ hơn 20 ngày. Thì làm xong thì bắt đầu là ở chợ đầu mối ấy, là họ bị có KF0 nên là bị đóng cửa mất 10 ngày. Đóng cửa mất 10 ngày. Sau 10 ngày đó thì là bắt đầu là cái mã hàng này là bị dừng lại luôn ấy, bị dừng lại luôn ấy. Nghĩa là khi mà nó hoàn thành xong thì bắt đầu nó đưa nó về trả về thì bắt đầu là nó bị đóng cửa mất cửa hàng. Thế là bắt đầu cái mã này nó bị dừng lại. Cái mã này này làm nó đắt hàng lắm. Em gạ gỡ bao nhiêu lần rồi mà nó không có sale. Gạ gỡ bao nhiêu lần nó không có sale. Thế thì cái đợt vừa rồi là bị F0 ở đấy, ở cái chợ ở đấy có KF0. Thế là ở cái chợ đầu mối Ninh Hiệp ấy có KF0 thì nó bắt đầu nó dừng lại. Thì cái mã này nó vừa may xong và đúng cái lúc đó, thế là nó mới còn tồn lại. Thế là bây giờ mi săn được. Còn bình thường thì làm sao săn được. Hỗ trợ em nút chia sẻ với nhá. Có 3 màu, nhà mình chờ em chút xíu em xong màu cho nhà mình. Hỗ trợ em nút chia sẻ để bắt đầu nào. Hôm nay thì phao phía thứ rồi áo nen. Áo nỉ, đẹp lắm. Chờ em chút xíu em sale hết nhà mình nhá. Sale lỗ luôn ấy. Bán tặng nhau cuối năm mà. Chờ em chút xíu em chia sẻ cái. Nhà mình hỗ trợ em nút chia sẻ với nhá. Một lần trên trang cá nhân và ba hội nhóm giúp em nhá. Tổng thể là 4 lượt chia sẻ nhá nhà mình ơi. Em lau cái mắt quay xem là nó có tốt hơn không. Bởi vì thấy trong nhà em kêu nó hơi mờ.
Đó. Tốt hơn không? Có rõ hơn không nhà mình? Alo. Thế nhân viên shop nhà Trần gọi cho chị để chốt đơn đấy. Vâng, thì có gì mai các bạn gọi lại chị nghe máy với em nha. Vâng, chào chị. Tại thương ấy. Chia sẻ lên Sóc Sơn 24 giờ để còn gì không? Em kiểm đơn đi ship anh nhỉ? Để còn gì? Để còn gì? Để còn kiểm đơn đi ship. Hồ Thị Thu Anh. Hồ Thị Thu Anh. Rồi, cảm ơn Hồ Thị Thu Anh. Để còn đi ship. Bạn ấy đi ship, bạn hiểu chưa? Đúng rồi. À, ý là nếu mà ở Sóc Sơn có là bạn đi ship cho. Rồi, hóa ra là nhà mình bây giờ có cái chân cứng, chân super cứng nè. Các chị mà lòng lòng bạn ấy thế. Nhà mình có chân ship super cứng đó. Rồi, chị chia sẻ rồi cho em với ạ. À, review hôm nay thấp thế. Sao rồi, nó chia sẻ thế nào rồi? Ôi sao view thấp tè thế? Đấy hơn 400 rồi, giờ lại có 300 mấy. 108 lượt chia sẻ thôi. Ý, một bên thì hơn 100 rồi, giờ lại xuống có gần 100. Một bên thì 400 mấy, giờ xuống có 300 mấy. Có đầm Hàn Quốc nữa không? Chị có chưa nhưng mà không muốn like. Nếu mà mọi người hóng thì để em lên cho 2 đến 3 mã của đầm Hàn Quốc. Rồi, em xin chào mọi người nhá. Xét nhà đang mặc ạ. Có 3 màu nhá, các xem nhá. Sao đây, nó chia sẻ thấp hay thế nào đây? Mà view lại thấp tè vậy. Rồi bên cho Nhân Trần, à bên Nhân Trần 2 thấy thấy các chị chia sẻ nhiệt tình ghê đây, em cảm ơn các chị rất là nhiều. Rồi Nhân Trần 1 thì lại thấp hơn Nhân Trần 2, cái người chia sẻ thì cũng chưa thấp hơn đâu bởi số lượng người rất là đông. Nhưng mà Nhân Trần 2 thì số lượng người ít hơn nhưng mà lượt chia sẻ thì nhiệt tình. Có những màu gì đấy chị có tí chót đây, có màu ghi màu đen nữa. Màu ghi màu đen nữa. Hỗ trợ em nút chia sẻ với các bác. Nay view buồn thế. Nay view buồn thế. Nay toàn đồ hãng đẹp thôi. Nhiệt tình nào. Hỗ trợ em nút chia sẻ với nào. Rồi nhìn thấy Hạnh Lê, Hoa Lê chia sẻ rồi. Anh chị ơi còn quần bò nam size 29 không? Còn hai, còn màu nâu thôi em ạ. Màu nâu thôi, còn màu xanh thì chỉ còn size 31. Xanh còn mỗi size 31. Rồi em chào chị Hồ Thủy. Em xin chào mọi người nhá, chị Bùi Oanh, xin chào Nhung Hoàng, chào Hương Lý, chào Hương Phạm, em chào mọi người đấy, Hương Phạm chia sẻ livestream rồi, Thùy Dương Lê chia sẻ rồi, em lau rồi mà, váy đẹp chị Nhàn ơi, rồi cảm ơn em, thanh nho lệ, Nhàn bao nhiêu tuổi mà con lớn vậy, nhìn trẻ quá à, Hiền Lê ơi em 40, hơn 40 rồi, già rồi, rồi em xin chào cả nhà, chào Hà Lê ạ, chào em Hồng Phạm, chị Nhàn ơi tóc mới xinh quá rồi, cảm ơn em Lê Huế, cảm ơn em Lê Huế, chào chị Lê Liễu, em xin chào cả nhà nhá, rồi được đẹp, váy đẹp lắm, Nguyễn Hiền cảm ơn, chị nha, cảm ơn chị Nguyễn Hiền, em còn quần gấu em hết rồi, Thảo Nguyên ơi cũng nhận quần gấu thích nhỉ, đến lúc hết rồi lại thấy nó tiếc cơ, em nói thật luôn là may quá nhân viên thì em lôi xuống dưới phòng để livestream ở dưới tầng 1 ấy, thế là bạn ấy lôi xuống 3 con ở dưới đấy, vừa là để like để em like, vừa là để cô bán hàng ở dưới đấy giới thiệu cho khách. Thế là quên nó, thế là nó ship hết cho các chị rồi, em mới giữ phần cho riêng mình được một cái. Đến mấy hôm rét bắt đầu là chạy đi tìm thì không thấy từ quần gấu đâu nữa, còn mỗi quần mèo. Quần mèo thì mặc nó khó chịu cái đũng, khó chịu quá, thế là đi tìm loạn trời đất đi. Không thấy. Chị hỏi mã nào phao lam ạ? Hôm nay em lên hết, phao lam và lưỡi lên hết. Thế là đến lúc là chạy tìm không thấy, xong đến lúc vô tình xuống dưới tầng 1 là thấy ở cái giá
ở cái chỗ để bán đồ bikini ấy, thấy có hai cái quần gấu ở dưới đấy. Úi dào ơi, xuống đời thế là nó có quần gấu để mặc, không thì nó bán hết cho khách mất rồi, nó không còn, để đúng một con. Thế là thôi, xí luôn ba con. Chỉ luôn ba con. Okay, nhưng mà về đợt sau nha. Em về cái quần Q16 thì nhìn về với ban đầu thì rất là mừng, bởi vì là thấy nó đẹp, chất nó đẹp. Nhưng mà cuối cùng là nó lại vẫn không bằng quần gấu, bởi vì cái độ co giãn của nó ít hơn, mặc nó không được dễ chịu bằng quần gấu. Rồi, thế thì hôm nay em sẽ xả cho các chế quần Q16 này, áo len này, áo phao này, nói chung nhiều thứ lắm, cả váy, cả nỉ, cả dạ lông. Ôi trời đất ơi nhiều lắm, cả măng tô. Cái gì có thì em xả cái đấy nhá. Hỗ trợ em nút chia sẻ chưa các bác ơi? Đấy, bây giờ là lượt view lên được một hơn một chút xíu rồi, bắt đầu nhá. Xét nhà đang mặc của LT. Em mở ra cho cả nhà nhìn đấy. Hai lớp như thế này chất vải rất thích. Em xem nào. Cái này không có thấy giá này. Có cái đâu có giá thì biết, cái không có giá thì biết này. Giá niêm yết của em nó là 1.050.000 Và nhà cái này thì họ xuất buôn ở tại đó là đi 380 một set. Giá xuất buôn là 380 một set. Đấy là còn giá niêm yết thì nó rất là vô cùng đúng không? Giá niêm yết là niêm yết cho khách lẻ. Thế còn giá người ta xuất buôn ở tại đấy thì em được biết là 380. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có giá đặc biệt hàng của LT nhé nhà mình nhá. Đó. Rồi, hai lớp như thế này, chất dạ tách, co giãn và thấm hút mồ hôi, co giãn nhiều thoải mái và thấm hút mồ hôi. Dáng thì vừa phải. Đấy, co giãn nhiều lắm, dễ chịu lắm mà cái vải này rất là thích. Em tin rằng nếu mà các bác hay mua livestream ở nhà nhàn thì các bác cũng sẽ va chạm mấy chất vải này rồi. Rồi chốt mãi mà không được phun gỗ. Kim tuyến nhá các chị. Em chia sẻ livestream hộ đi. Chào. Em chào cả nhà nhá. Bây giờ bắt đầu nè. Mỗi cái set này thì sẽ được tặng kèm theo một bông hoa như thế này. Bông hoa này trị giá là 12k. Giá làm là 12k. Thế còn nếu mà ví dụ các chị phải đi mua ở bên nhà Hoàng Hương ấy là cái này nó rơi vào 18 hay 20k gì đó. Nhưng mà trị giá làm nên thành phẩm mà họ làm ra là nó là 12k đó. Thì cái mỗi cái set này thì bản chất của nó đã được tặng kèm rồi, cho nên là không bàn đến cái việc đó nữa. Mình có thể là bông hoa màu này, đa số là màu này, nhưng mà nếu mà hết thì chúng ta sẽ lấy hoa xanh nhá. Ok chưa? Rồi set này sẽ mang tên là set có mấy màu? Mã này em có 3 màu. Set 281. Set 281 ạ, set 281. Em có màu xanh. Chuẩn sai nhé các chị nha. Màu xanh này tương đối đúng màu đấy các chị ạ, nhìn ở trong livestream là tương đối đúng màu đấy. Chuẩn sai, chuẩn sai, có độ co giãn nên dễ mặc. Và màu xanh này, màu đen này, màu ghi này. Ba màu như thế này. Ba màu như thế này. Đó. Cái vết khỉ ở bên ngoài của chúng ta cũng rất là giá trị rồi. Cái vết khỉ đấy rất là giá trị. Nó có móc ở đây nhá các sếp nhá. Nó có móc ở đây này. Móc nó nằm chìm ở chỗ này nên chúng ta không nhìn thấy đâu, nhưng nó có móc. Rồi chúng ta chia sẻ livestream mà hỗ trợ shop và giá hỗ trợ tương tác với khách. Chia sẻ livestream của chúng ta sẽ là 245k một set. Cực kỳ ngon bổ rẻ đúng không? Giá xuất buôn của họ đã gần 400.000 rồi. Vải rất đẹp nha các chị. Vải rất là đẹp. Vải rất là đẹp. Chế nào lấy thì nhanh tay nhá. Không có nhiều. 281 cho em ạ. Kèm không có nhiều. Đây chỉ là một lô hàng vừa mới làm xong và vào đúng lúc làm xong thì giả hàng nhau, thì vào đúng lúc chợ đầu mối có F0 cho nên là bị đóng cửa. Thế là mới còn hàng. Và rất là mới, rất là mới, mới thuê. Cả cái túi ni lông nó cũng mới luôn. Cho nên là chúng ta nhanh tay. Đấy, ngon bộ rẻ đã có phần về đây, hàng hãng LT nhá. Nhà mình nhá. Nhanh tay nào. Comment nhanh tay cho em nào. Set 281 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại. Riêng màu xanh là có S, M, L, XL. Còn lại là em chỉ có M, L, X. Màu đen và màu ghi. Màu đen và màu ghi là chỉ có MLXL. Số lượng ít lắm ạ. Các chị chia sẻ thì mình được ưu tiên nhá. Nịch sự vô cùng.
Đó, là một cái set hàng này lịch sự vô cùng. Ngoài khi có thể chúng ta mặc với cái áo này, mặc với set này, ngoài ra chúng ta có thể kết hợp với rất nhiều thứ. Vì cái áo này, cái áo vét khỉ này, mặc với rất là nhiều thứ. Hàng hãng cho nên là may rất là nét, nét căng. Và chất vải thì rất là xịn, không phải lo gì về chất vải nhá. May mấy thứ thì nét rồi. Bác nào lấy thì phải nhanh tay nhá. Giá sale của hàng này thì chúng ta thi thoảng mới săn được, chứ không phải là lúc nào cũng có để cho chúng ta mua. Kết em nó thì phải nhanh tay, chậm chân là mất phần. Không có phần. Size S các chị đặt cho em màu em xanh nhá. Riêng màu xanh là có S thôi. Còn tất cả các màu là chỉ có từ M, L, XL. Còn riêng màu xanh này thì có thêm size S. Màu xanh này nó có thêm size S nhá các sếp nhá. Đó, màu xanh này nó thực sự là nó bổ sung thêm lần sau, đợt sau bổ sung thêm cho nên là mới có kèm thêm S nhà mình nhá, nhanh tay nhá. Set 281 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại nha, sẽ thử từng màu lên cho các sếp nhá. Thôi nhanh qua mẫu thôi và chúng ta ở lại để săn áo dạ lông này, áo dạ lông, áo măng tô, áo phao, áo nỉ, áo len. Nhiều thứ lắm. Chờ em chút xíu vào váy nữa. Thế sao rồi? Hôm nay gọi cho nó bảo sao rồi? Nó bảo nó không sang được, nó ship cho mình cái máy ship dòng kia. Để xong rồi. Xong rồi mình giả nó, ship lại giả nó cái này. Nó ở xa, nó không sang. Em đã thử màu ghi cho nhà mình nhìn sơ qua nhé. Xong rồi em đi qua mẫu cho thật nhanh. Ngon bổ rẻ là có thật. Chất vải của nó sướng lắm. Các chị miền Nam vẫn có cơ hội mặc luôn. Chỉ cần mình không khoác cái áo khoác là cái này các chị miền Nam mặc được luôn nhé. Cái nào mà miền Nam bị nóng này em sẽ nói luôn ấy, nhưng mà cái này kể cả các chị miền Nam cũng mặc được. Gần mình không dùng áo khoác, tùy vào những cái hôm trời se lạnh thì chúng ta mới dùng áo khoác. Còn đâu thì chúng ta mặc như thế này là trong miền Nam chúng ta cũng lấy được luôn nhá. Các xem nha. Chất vải này thì bây giờ nó không biết nhân nhầu là cái gì cả. Cái chất vải này này đắt lắm, vải này đắt. Và thi thoảng chúng ta mới gặp nó. Thi thoảng mới gặp nó. Ví dụ như là bây giờ, ví dụ như là năm nay hay năm ngoái, năm nay em thấy fashion họ cũng làm nhiều với các cái mã áo vest hay là bộ hay là set chân váy ôm những thứ thì kèm với áo dạng áo khí giả, áo vest này thì fashion Sophia cũng làm rất là nhiều cái chất vải này. Sasa cũng làm nhiều cái vải này. Rồi đấy, nhà thử cho các chế màu ghi này nó dạng như là một tàn thuốc đấy, tàn thuốc. Một tàn thuốc cũng được mà màu ghi cũng được, chúng ta gọi màu ghi cho nhanh nhá. Còn chị size S đặt cho em màu xanh nhá, còn hai màu kia không có S đâu ạ. Màu ghi và màu đen là không có S, riêng màu xanh là sẽ là có size S. Chế nào lấy thì phải nhanh tay nhá. Hàng hiệu, hàng hãng, giá rất là đắt đỏ mà về hôm nay chúng ta săn được giá sale này thì không đơn giản một tí nào. Cơ hội thôi, nó là cơ hội ít khi có, hiếm khi có. Nhớ là cái chị chia sẻ cho em mình mới được ưu tiên nhá. Cái này thì ví dụ như là chúng ta có thể mua cái set này ở, nghĩa là nếu mà đã thích nó thì chắc chắn nếu mà săn với cái giá này thì chỉ có săn tại nhà Trần, ngoài ra không săn được ở đâu cả. Nói chắc luôn và khẳng định luôn câu đó. Và săn với mức giá này thì chỉ có săn tại nhà Trần có được nó, còn nó săn ở bất kể đâu không có cái giá này. Chế nào lấy thì lên đơn nhanh tay cho em là set 281 màu ghi. Em thử qua màu đen và em qua mẫu nhé. 245k á chị ạ. 245k giá sung sướng cuộc đời luôn. Ngon bổ rẻ là có thật. Không đùa, không cợt. Không ai có thể bán được cho các chị set này với giá này nhá. Của hãng LT này các chị nhá. Nhớ chia sẻ cho em này, mình được ưu tiên nhá. Chắc chắn là hàng số lượng nó sẽ không đủ để trả cho các chị đơn ngày hôm nay đâu. Nên các chị không chia sẻ là các chị mất đơn đấy ạ. Nó đẹp lắm. Đẹp xuất sắc. Chúng ta chỉ cần xác định chúng ta mặc mỗi cái váy này thôi nó đã rất đẹp rồi. Chị Hồ Thủy ơi, nếu đơn chiều nay gọi là đi rồi nhá, không gộp được đơn ạ. Không cần thiết phải là
là kèm cái áo thì cái váy này nó đã đủ đủ giá trị rồi, đủ rất là giá trị so với cái số tiền các mình đang phải bỏ ra rồi, đúng không? Vải nó hơi có kim tuyến một chút xíu, vải cực dễ chịu chứ không phải vải gây cho mình cái cảm giác nóng hay rộng hay khó chịu gì cả. Vải dạ mang tính chứ nó gọi là dạ tách, nhưng mà cái này nó thấm hút mồ hôi này, nhẹ nhàng này, và độ dày vừa phải này, đầm vải này, vải đầm vải, chắc vải này, có độ co giãn này, vải rất là sướng. Đấy, váy áo thì hai lớp như thế này. Cái áo nó cũng quá giá trị luôn. Mỗi cái sản phẩm này nó đã giờ thừa cái giá trị mà mình chúng ta đang phải mua nó rồi, đúng không? Một cái váy này nếu mà bình thường mà may mà của hàng bình thường ấy, mức bình thường thôi, cái váy này nó cũng rơi vào gần 200. Thế còn nếu mà đồ của hãng thì cái váy này trên 200 là cái chắc. Chưa nói là đến cái áo này nữa. Coi như các chị được tặng cái áo đấy. Rồi, đây là nhà thử màu đen, thế ban đầu là nhà thử màu xanh. Thì màu xanh thì em có từ S cho đến 2X. Còn nếu mà màu đen và màu ghi thì không có S nhá, nhà mình nhá. Có M, L, XL thôi. Rồi cái áo này thì ngoài ra như này chúng ta có thể kèm với kể cả là một cái áo len dáng dài ấy, áo len ôm dáng dài, hay một cái váy len, hay một cái váy body khác, hay là một cái chân váy khác, chúng ta đều có thể sử dụng cái áo vét khỉ này. Rất là nhiều mà áo chúng ta sử dụng cái vét khỉ này được. Thế nào lấy thì nhanh tay comment nhá. Và em đã xong mẫu của nó rồi, để em qua mẫu luôn, không thì không đủ hàng giả các chế đâu. Đây là hàng hãng mình ôm được, cho nên là nó không phải có bao la bát ngát mà để cho chúng ta lúc này lấy lúc khác chúng ta lấy, không có. Đó. Chắc chắn là cái chị Mai chốt ngày mai là sẽ không có, khẳng định luôn điều đó. Nhanh tay comment không cho em. Không bao giờ có ngày mai nữa, còn nữa nhé chị nhá. Set 281 màu ghi. Ghi nhá, dạng màu tàn thuốc đấy. Set 281 màu xanh. Màu này rất là lạ mắt này, sang màu này. Và set 281 màu đen cơ bản rồi, đúng không? Đen là màu cơ bản rồi, dễ mặc rồi. Ai thích tông sáng thì chúng ta lấy màu ghi. Nói chung là các cái tông màu của nó đều dạng màu sang hết, đều dạng màu sang và màu dễ mặc hết. Ví dụ như màu đen thì màu dễ mặc, màu này là màu rất là lạ mắt này, và màu ghi cũng ở diện màu sang. Nhà mình nhanh tay nhá. Size S các chị đặt cho em màu xanh nhá. Xanh là S, M, L, XL. Đen thì đen và ghi nhà đang cầm trên tay thì nó là màu tàn thuốc đấy, em gọi ghi cho nó nhanh nhá. Nó chỉ có MLXL màu thôi. Màu tàn thuốc đấy, nếu màu đen và màu ghi thì chúng ta chỉ có MLXL thôi. Riêng màu kia kiểm tra đơn cho Vũ Huyền nhá. 10 ngày rồi mà chưa nhận được. Bỏ rồi cái giấy đấy ra. Chờ đấy nào. Lại bị rồi. Chờ đấy, chờ đấy. Lại bị rồi. Chất lượng như vậy. Hàng anh em không còn đâu chị ạ. Đấy, đúng rồi. Rồi, bỏ đơn của Vũ Huyền ra để mai kiểm tra. Em qua máy nhá, nhà mình phải nhanh tay, mình có phần nhớ hỗ trợ nhà nút chia sẻ live stream. Hàng hịt giá cực rẻ, ngon bổ rẻ là đây này. Nhanh tay nhá. Các mình chị chia sẻ mua live với cái giá này thì coi như các chị đã được tặng cái áo khoác ở ngoài rồi đấy ạ. Nó chuẩn size nhé các chị nha. Các chị mặc size nào thì đặt size đó cho em. Em không có 2X đâu ạ. À. Em chỉ có S, M, L, XL thôi ạ. À. Màu đen và màu ghi thì chỉ có M, L, XL nha. 245k một set ạ. Rồi xong mã này là chúng ta bắt đầu săn hàng lẻ size này. Ngon bổ rẻ này. Chờ em chút xíu, hôm nay lên mình một mã nữa. Vừa mới lục hôm nay xuống 55 cân mặc size L cho em nhá. Xuống đổi trả hàng em vừa mới gom được thêm cả nhà lục hết kho nhà họ lên, họ có hai kho ấy. Một kho một thì hôm trước em ôm hết rồi, hôm nay kho hai vừa mà họ gom hết sạch về được có 100 con nữa. Chưa đến 100 con, gần 100 con nữa thì chúng ta sẽ ngon bổ rẻ đấy. Săn nhanh nhá. Hôm trước ai săn được rồi thì ngon rồi. Hôm nào trước ai chưa săn được thì hôm nay mình phải nhanh tay để săn mã này. Mã đầm D. D 348. Cháy khét lẹt. Đặt hàng dã man. Chẳng ai chê nổi nó. Ôi, bây giờ hôm nay em vừa săn được thêm hơn 90 con, gần 100 con. 96 con. Đấy. Vẫn đang đủ size nhá.
đủ size nhá, đủ size S, M, L, XL. Thì mình nhanh tay nhá, hàng của HM. HM. Thế nào lấy thì nhanh tay comment nhanh tay cho em. D348 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. S, M, L, X, tuy nhiên size S thì ít lắm. Size S ít lắm. Size M, L, X thì tương đối cân nhau. Tuy nhiên đấy, cả chừng đấy size, chừng đấy màu mà chúng ta mới có. Nghĩa là mỗi size chỉ có khoảng 20 con thôi. Mỗi size có khoảng 20 con. Thì phải nhanh tay không thì lại không có phần thực sự luôn. Size S thì không đến 20, size mỗi size khác là độ 20 con. Nhưng size S thì không đến 20 con. Màu xanh, màu đỏ, xanh than và đỏ. D348 á, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Tay bằng chất tơ sống, mềm mại mát như thế này. Mã này hôm trước cháy hàng nhé các chị nha. Chứ nào lấy thì nhanh tay nhá. Giá của em nó được sale từ 1 triệu à đâu, từ 865k xuống còn 300 mấy đấy xinh. 300 mấy đấy. À còn 239 à. 239k sale từ 865k xuống còn 239k. Chế nào lấy thì nhanh tay lên đơn cho em mã đấy, độ A rất là vừa phải đúng không? Dáng của hãng cho nên là hàng của hãng nên là đấy các chế nhìn này. Dáng nó rất mày là vào form. Set này 600k. Nguyễn Nguyệt. Set ra, 281 đấy. Set này 81 chị Nguyễn Nguyệt mua 600k đúng không? Chị đúng không? Nhà ai mà đúng không à? Đấy, nhà đấy, giá của nhà đấy. Không đến một lửa. Kể cả một phần ba một không mua xe đi chăng nữa em cũng không được bán lên giá đấy đâu các chị ạ. Nếu thề nhá, cái em nói với các chế là giá của họ đang xuất buôn ra là 380. Giá xuất buôn là 380, nếu mà nhàn có lấy về thề luôn ấy. Nhàn có lấy về thì nhàn có bán cho các chị là 399.000. Chứ làm gì cái đấy, bị đâu một thằng nào nó bóp mà bóp thành 600k. Đấy. Nên là bán hàng nó có cái tâm của cái người bán. Đó là mình thấy nó công nhận là họ hàng của họ nó nét, nét căng, đẹp. Và giá thành cho nên nó bốc lên rất là nhiều mức giá. Bởi vì nó giá đẹp mà. Giá niêm yết của nó tận hơn 900 cơ mà. Giá niêm yết của họ à, là 1 triệu, hơn 1 triệu. Rồi, chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là người ta bán 600k vẫn là rẻ. D348 màu đỏ FMLXL. 348 xanh than FMLXL. Hôm trước rất là nhiều chị bị không có hàng. Mình phải nhanh tay nhá. Hôm nay thì hết sạch rồi đó, không có hàng nữa đâu. Hôm trước thì em lấy thì bạn ấy bảo gom được chừng đấy. Em bảo ấy có còn không thì bạn bảo không, có thể là còn ở kho một còn một kho nữa thì có thể là còn để gom, lúc nếu mà còn thì em gom cho. Hôm qua bạn mới gọi em thì hôm qua em mới mang được về này. Em gom được thêm vài chục con nữa đây, chị có xuống lấy thì lấy. Ông bạn khác đang cứ hỏi em mã này nhưng mà đã đưa cho chị rồi là đưa cho chị. Giá được sale mà các sếp này, nhanh tay nhá. Từ 865k xuống còn 239k. Chế nào lấy, đấy đẹp như thế này này. Mặc size L nhá. Nó rất là nét. Nó rất là nét. Form dáng cực kỳ dễ chịu này, cực kỳ đẹp luôn đấy, form này. May nét căng từng ly từng tí một, chất vải thì là vải các kỳ lụa xịn sò. Đó. Tay thì là bằng vải tơ sống, thân thì bằng vải các kỳ lụa. Mỗi cái đầm được tặng kèm theo một bông hoa như thế này. Giá niêm yết của em nó đây. Đó. 865.000. Chúng ta nhá. Em thử màu xanh than cho cả nhà nhìn này, xong rồi em sẽ qua mã và bây giờ chúng ta chuẩn bị săn đồ nẻ sai, áo nên áo khoác dạ như thứ của em này. Áo khoác dạ, áo măng tô. Chờ em chút xíu. Có gì thì xả bằng hết cho gọn nhà. Chuẩn bị đón Tết chưa? Ô, năm nay có mấy cậu em ở trong Nam ra. Năm nay không ra được đông đủ, nhưng mà ra đông đủ là xuống lắm, vui lắm. Năm ngoái lên tinh thần chuẩn bị để đón các em thì là dịch. Năm nay thì dịch nó bão hòa rồi. Các em nhà em nó cũng sẽ ra nhưng mà các con phải bận đi học nên không ra được bố mẹ thôi. Năm ngoái chuẩn bị tinh thần Tết để đón các em ra Tết ăn bạ, ra Bắc ăn Tết. Nói nhiều. Tết vào cuối cùng chúng nó không ra được vì dịch. Năm nay chúng nó sẽ ra được ạ. Rồi, chế nào lấy thì comment nhá. Đấy, D348. Chế nào nhận được những cái đầm này rồi, khẳng định cho em một điều xem nó có đẹp không ạ, nó có nét không ạ. Comment cho em nhá.
D348SML xanh than, D348SML đỏ. Mình mặc size nào chuẩn size đấy ạ, chuẩn size đấy ạ, chuẩn size cực kỳ. Thế nào đấy cứ lên đơn cho em nhá. Đẹp lắm, nó nét lắm, may đâu là nét đấy phẳng phiu hết. Rồi em qua mạnh nhá, D348 này xanh than và đỏ, kèm size và kèm số điện thoại cho SMLXL. Sao lại một mắt thế này, con này nằm ăn kiểu gì này? À đây hai mắt đang mắng nó. D348 kèm size kèm màu kèm số điện thoại cho em. L72 mặc size M như Thu Hoài. Bác nào nhận được mã này cho em cái phản hồi, đầm của em sao đây, có đẹp không, có nét không, đường kim mũi chỉ ra sao, chất vải thế nào, cho em cái phản hồi về nhá. Đẹp đến nỗi mức độ mà nó cháy hàng loạn trời đất lên. Chị nào lấy nhanh tay nhá, lần này nữa là thôi nhá, không còn cơ hội nữa rồi, hết rồi. Các chị không biết size của mình thì cứ để lại chiều cao cân nặng giá khác rồi giúp em nhá. Nếu mà có trên thị trường có thì chúng ta phải mua giá đúng của nó rồi. Giá đúng của hãng thì đắt lắm ạ, 865k cơ. Chúng ta chỉ còn mua sale tại cái live stream này, mua tại live stream của nhà nhà, hỗ trợ em lúc chia sẻ live stream nhá. Còn 239k, mã của nó là D348, kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em nhá. Khách mua thường xuyên hàng nhà em hay là khách đã lên đơn nhà em rồi trên live stream rồi, là được đặt hàng thành công rồi, chúng ta không cần kèm số điện thoại đâu. Comment mỗi cái mã và cái màu cho em, cái size nữa, không cần kèm số điện thoại. Bác nào mà khách mới ạ, hay là chưa đặt, có cũng vào xem live một vài lần nhưng chưa được đặt đơn thành công trên live stream thì chúng ta cố gắng để lại cái số điện thoại cho em, đặt đơn thành công một lần, lần sau chúng ta không cần nữa, không cần kèm số điện thoại nữa. Kèm mã, kèm màu, kèm size cho em, để bao giờ nhìn vào cái comment mà nó đầy đủ thông tin là cũng sẽ được ưu tiên hơn là những cái comment không đủ thông tin. Comment không đủ thông tin, nói thật luôn ý, em nói em chia sẻ thật lòng, bao giờ các bạn cầm cái giấy các bạn cũng sẽ nhìn vào cái comment nó đầy đủ các thông tin. Còn màu xanh lam không? Không còn đâu chị ơi. Kèm đầy đủ thông tin là các bạn sẽ gọi trước. Những cái giấy nó không đầy đủ thông tin sẽ bị bỏ lại. Trong trường hợp mà nó còn hàng ấy, lúc đấy các bạn mới bắt đầu nhúm lên những cái giấy mà nó thiếu cái thông tin mà các bạn mới gọi theo. Còn nếu mà trường hợp mà nó bị hot ấy, hàng nó bị hot thì không bao giờ những cái comment nó thiếu cái thông tin mà có đến lần bị được gọi cả. Chú ý của em, mình đặt live stream không riêng live stream nhà em, live stream nhà nào cũng vậy. Tâm lý của người làm đơn làm việc nó là như vậy. Cho nên mình chú ý của em nhá. Rồi D348 ạ. Đỏ D348 xanh than, kèm size và kèm màu và kèm số điện thoại cho em nhá. Màu sắc của nó rất là đẹp đấy. Màu đỏ trung tính vừa phải này, xanh than cũng thế đấy. Màu rất là sang, không bị tươi quá, không bị tối quá. Cho nên là rất là dễ mặc. Màu sắc người ta chọn rất là kỹ càng rồi. Hàng thì may lét căng. Em qua mã nhá. Các chị vào sau thì nhớ chia sẻ cho em để mình được chốt đơn nha. Số lượng nó không có nhiều vì là hàng sale rồi nên nó không có số lượng nhiều để cho các chị gì đâu ạ. Nên là em ưu tiên cho những cái tài khoản nào đã chia sẻ cho nhà em thì mình được ưu tiên chốt đơn nha. Nhiều chị phải nhận được cái D348 này nhà em rồi chứ. Không cho em xin cái phản hồi. Mua hàng nhàn trần không bao giờ được chốt hàng. Nhưng đặt chứ. Ai bảo thế hả chị? Chị nào? Chị Trung Bích. Sao lại không hàng bao giờ đây được chốt chị có thấy em in từ nãy giờ không ạ? À? Đấy, cứ đơn comment có thấy nào em là thấy in thế. Đơn đây tên của các chị đây. Thế thì chị hôm đấy chắc nó vào đen đủi nó vào đúng cái mã mà nó hết nha chắc các chị nhá. Chắc mà lại chăm đặt quá. Chị em in từ
Từ tối giờ em ngồi em in đây, em còn chưa đứng dậy đây ạ. Chắc lại chăm đặt quá. Mai mới đặt được lần thì lại lại vào đúng khi cái... vào đúng khi chẳng may nhân viên ít. Mã nó lại ít. Nhân viên nhà em nó lại nhúng vào người khác, nó gọi nó chưa nhúng vào mình. Chứ nếu mà đặt hàng nhà em có cái câu mà bảo chẳng bao giờ đặt được là nghe nó vô lý. Chị nào khách mới chưa đặt hàng nhà em, comment cho em là khách mới vào đấy cho em. Để nhân viên nhà em nhìn thấy ngay, chốt đúng luôn rồi. Cho các chị comment luôn cho em khách comment mới vào đấy. Comment mã và cái chữ khách mới vào đấy, nhân viên nhà em sẽ ưu tiên. Cái mã mà các chị đặt hàng đấy, sau đó để lại số điện thoại này, comment cho em là khách mới. Chắc chắn các chị mai sẽ được gọi luôn. Em sẽ lưu ý những cái đơn đấy ra em gọi trước ạ. Làm thân, làm quen với nhau. Nhà mình nhá. Đây, từ nãy giờ em ngồi em in đơn của các chị đây. Không có em in làm gì hả các chị? Nói cho nét câu là thật luôn. Nói nghe nó chối đúng không? Thật luôn. Nói thật. Mà tôi, tặng nhau đây. Tôi tin em. Cảm ơn ta Hà Thuy. Nhà nó mặc quần Q16, quần nót lông. Q16 có túi nha. 9 cân mặc size M nha. Túi sâu. Tùy thuộc vào chiều cao ạ. Như này. Các chị chưa biết size của mình cứ để lại cân nặng chiều cao giúp em. Nhà năng sắn cái gấu của nó lên. Sắn cái gấu của nó lên. Nhân viên nhà em sẽ gọi điện để chốt đơn tư vấn cho các chị nhá. Nó lại chẳng may gặp phải cái phong cách của nhà nó như vậy. Vừa mới gửi chứ không vừa là không gửi đâu các chị nhá. Mặc quần nào thì cũng sẵn gấu. Bất nếu là đã nói đến quần quần này ít gì là mặc quần trừ mỗi quần công sở, nhưng mà rất tiếc là nhàn chẳng mặc quần công sở, toàn quần legging với lại quần bò. Chị Nga Phan mặc size M giúp em ạ. Trừ quần sock ra thì quần gì cũng sàn gấu, kiểu gì cũng sàn gấu. Nó quần dài thì em biến nó thành quần lỡ, mà quần lỡ thì em cũng kiểu gì cũng phải bản một cái gấu lên. Đó là cái cách của nhàn, không biết làm sao mà cứ thế. Đây bây giờ thì bán áo cho em ạ. Đó, cái này thì to nhỏ mua, đều mặc được. Mua từ 40. Vải đẹp, dáng đẹp nhé. Ngô Thị Lanh. Cảm ơn Ngô Thị Lanh nha. Cảm ơn Ngô Thị Lanh. Từ 40 cân cho đến 60 cân. Cái này nó có cái tí gen ở trên cổ này. Đó, nó hơi trẻ trôm cái tí gen này. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không thích, chúng ta hoàn toàn có thể gỡ nó ra được hộ em nhé. Gỡ gợi này cái mũi kéo ấy, gợi một cái sợi chỉ ở mặt trong đi, xong gợi một sợi chỉ mặt ngoài, xong mình nhổ dần cho nó hết. Tuy nhiên, cảm ơn Lê Thị Nguyệt. Nếu mà không thích, còn để kiểu của nó thì là như thế này, càng trẻ trung. Cái màu sắc cũng rất là lạ đúng không? Hàng màu xanh lắm. Dương. Dương Ánh, cảm ơn em nha. Màu xanh dương rất là lạ mắt, cho nên là chúng ta có cơ hội đây. Và ngon bổ rẻ đây này. Nhưng mình chú ý nhá. Nhanh tay này. Cả nhà có 8 con thôi. Rất tiếc là nó có thế thôi. Ok chị Loan nhé nhé mai. Chế nào lấy thì comment cho em. Len xanh dương. Len xanh dương. Comment đúng cái mã như thế nhá. Không tí nữa là bị lẫn ấy. Tại vì em có màu khác nữa mà. Len xanh dương. Kèm số điện thoại. Bán tặng các bác mã này 165.000. Comment cho em. Len xanh dương, kèm số điện thoại cho em. Quần nhà năng mặc comment cho em Q16. Em nhận đơn từ 40 cân cho đến 55 cân. Không dám nhận đơn hơn bởi vì độ co giãn của nó không tẹt ga, không thoải mái bằng quần gấu. Nói chung quy là nhận đơn trong cái khoảng 38 cân cho đến 55 cân. 38 cân đến 55 cân, 99.000 một quần. Quần lót lông xịn sò. Chị nào lấy comment cho em là Q16 và áo là len xanh dương. Len xanh dương 165.000. Đấy, với phong cách mặc như này cho nó trẻ này. Các bác này trẻ năng động này. Hoặc các chơi nếu mà bác nào muốn thích kiêu kỳ một chút xíu thì các bác kèm cho em cái đôi bốt vào. Mặc như thế này thì nó làm cho mình cái phong cách nó lên một cái phong cách năng động và rất là trẻ trung. Chế nào đấy thì đấy, ví dụ như là rét nhiều, chúng rét thật nhiều luôn, chúng ta chỉ cần một cái áo giữ nhiệt ở trong và một cái áo len này là ok. Còn trời rét như hiện tại như thế này, chúng ta chỉ cần một cái áo dây nhẹ nhàng phía trong và cái áo này là chúng ta thoải mái đủ ấm. Len dày các chị chỉ cần nhìn nhàn sắn cái tay như thế này là các chị biết là
nên nó dày ở mức nào, đúng không? Nhìn nó dày mức nào. Cái nên mỏng thì thường là khi mình sắn thế này là biết nhìn rồi, nó nhìn là thấy biết là nó mỏng rồi. Kim đây là Xuân dày dặn. Chất len rất là thích. Chế độ đấy nên đơn nhá. Nên xanh dương quần Q16 99k một quần, len xanh dương 165k một áo, em qua mã luôn. Đầm này mặc đầm lắm. Cảm ơn Hữu Hồng nha. Cảm ơn em. Rồi đây, cái quả mà bị cháy loạn trời đất. Cháy hàng. Và nói là phải lợ đơn các chị hàng 200 đơn. Cái áo len đỏ dạo trước em bán. Phải lợ hàng 200 con luôn. Cái này thì len xanh ngọc nhá, nhà mình nhá. Giá thành nó khác luôn. Chú ý của em, giá thành nó khác. Em không, giày của chị Nhàn đấy ạ. Lai mai bán giày nữa nhá. Bán giày nữa nhá. Em tìm nguồn giày đẹp, rẻ, ngon, bổ rẻ em bán cho các chị nhá. Chơi không? Lười chứ em ngại lắm. Em tính em lười. Có thêm mặt hàng nào là em phải đầu tư vốn liếng và để hàng tồn, hàng động như thứ em sợ lắm. Bởi vì em có dám lấy lãi cao các bác đâu. Lấy lãi cao thì hàng tồn, hàng động được. Nhưng em có dám lấy lãi cao đâu. Cái tính em nó không thể làm, không làm thế được. Mà nó cứ thêm hàng tồn là em thêm hoảng. Ui cha ơi, đẹp quá. Đẹp quá thể đẹp. Con này kiểu gì nhãn dữ này. Chế nào đấy này, nhanh tay này. Len xanh ngọc này, 199k. Con này ấy, là họ xuất buôn là 265k đấy. Giá xuất buôn là 265k đấy. Cuối năm ấy, họ còn cái gì là họ xả. Mã này rồi, từ chất cho đến form, mặc ai cũng khen. Ngân Đào. Cảm ơn em Ngân Đào. Đấy, từ chất đến form ai cũng khen. Cái mã D348 đấy, bạn đang nói về D348 ấy. Đẹp quá. Màu cũng đẹp luôn. Hai cái màu rất là đẹp đúng không các chị? Xanh dương với xanh ngọc. Đây xanh ngọc nhiều, đây. Nhiều chị phản hồi cái mã đấy quá, đẹp quá. Đấy. Thúy nhiều. Bảy, cảm ơn Thúy Bảy. Cảm ơn chị Thúy Bảy. Đấy. Các chị nhá. Rồi, đẹp không? Đấy, nó cháy hàng lắm luôn ý. Cái màu, cái hôm trước em lên màu đỏ đấy. Màu đỏ với màu nâu đấy. Cháy hàng, em lợi đơn rồi. Phải tầm gần 200 chị luôn mà em không có hàng giả. Đây, có độc ít thôi. Bác nào lấy phải nhanh tay nhá. Em nói thật, em rất thích. Rất thích, rất thích. Rồi, bác nào không thích cổ lọ thì lấy xanh dương nhá. Xanh dương thì rẻ hơn đó. Còn cái cổ này thì cái này thì nó dày hơn một chút xíu nữa. Và cái chất của nó đắt hơn chút xíu nữa. 199k. 199k. Ghi của em là len xanh ngọc. Cái này thì không phân biệt size nhá. Không phân biệt size, em trừ các chị tầm 65 cân trở lên mặc là nó không còn độ suông, độ rộng, độ đẹp nữa thôi. Chứ còn thì từ 40 cân, thậm chí 38 cân nhân viên nhà em mặc vẫn cứ đẹp. Nên đến 6 mấy cân vẫn đẹp nhá, vẫn đẹp. Cho nên là dễ mặc lắm. Bắn len sướng cái chỗ đấy. Nhưng mà em thì em rất là lười. Em là đi hàng công sở nhiều, em rất là lười. Thường là cuối năm ấy, em hay dạo cái khu vực hàng nó còn hàng, nó tồn ấy, hàng nó đắt nhưng mà nó còn sót như thế nào, bắt đầu nó xả hết ra. Lúc đó em mới lại mang về em bán cho các chị. Chứ còn bình thường mã len này nó vẫn có để bán. Lúc bình thường thì nó xuất buôn là 265. 265 thì về thì đương nhiên mà nhà phải có tí công tí lãi vào nữa thì nó phải ship 300 đúng không? Nó 280, ít nhất là 280 thì có phải đấy không? Bây giờ thì có em mua được giá sale rồi em lại bán tặng các chế nữa, thế là rẻ, ngon bổ rẻ và đã về dành phần cho các chế này, còn 199k. Ghi của em là len xanh ngọc, cái lúc đầu là len xanh dương, chú ý của em. Bác nào không thích cổ lọ thì lấy len xanh ngọc nhá, à xanh dương nhá, còn thích cổ lọ thì lấy len xanh ngọc như có ít thôi. Nhà mình nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Hằng ạ. Rồi. Em còn mấy cái con len này. Đây là bị bom. Em phải cái đồ này móc vào hàng bom đây. Em đang mặc như màu đỏ nhá. Màu đỏ này nào. Mới thì các chị đặt mã nào thì các chị comment luôn là cách mới cho đó cho em luôn nhá. Mình đặt mã hàng gì đó và comment ở đằng sau là chữ khách mới thì để nhà nhân viên nhà em nhìn vào đó để em sẽ ưu tiên vào những cái trường hợp đó để có lạ thì sau mình có quen đúng không? Đây, mẫu như nhà đang mặc
đang sót một con của thượng đế nào đó bom về cho em đây. Thực ra em cháy hàng này, em khát thiếu hàng này, dã man không có hàng, lợ đơn khách rất là nhiều. Cái màu đỏ này bị sót một con, nó là đỏ đỏ bã trầu ấy, đỏ gạch gạch ấy, chứ không phải là, cho nên là màu của nó sang chứ không phải là cái màu đỏ 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 rợ rợ đỏ đỏ cờ đâu. Cho nên là cái màu này nó không phải lo lắng gì, bởi nhiều chế muốn lấy lắm nhưng mà không có hàng. Hôm nay chiều nay vừa bóc hàng bom này, có một con này. Chị nào lấy màu đỏ thì báo nhé. Ví dụ em là len đỏ gạch. Nhớ các chị nhớ chia sẻ để mình được ưu tiên nha. Khách mới mà không chia sẻ thì cũng không được chốt đâu ạ. Đấy, nghe thấy không? Rồi. Mai xin nhắc cho chú lấy cái mã khách mới gọi cho các chị trước nha. Anh để riêng à? Không. Nó cứ díu díu vào nhau thì à, tí là tí bảo hai cứ soạn mã đi. Hai cô kia tí xem comment nào khách mới thì em bỏ riêng ra cho anh. Lại lọc lại lần nữa à? Còn hấp chưa? Comment cho em là nên nâu nhá. Nên nâu nhá. Con nên nâu này giá sale chúng ta là 199k. Nên nâu, nên nâu chỉ bom bị bom về hai con. Nghĩa là các bác ấy không nghe được máy đó. Nhiều khi bom là người ta chưa kịp xem hàng của em, nó chưa biết chất lượng hàng ra sao đâu. Người ta không nghe máy và bưu tá gọi đi gọi lại 3 lần để giao hàng, nếu không giao được thì đơn nó sẽ bị hoàn. Nhiều khi cũng không phải là mình cố tình bom nhưng mà mình năng nghe máy quá. Còn quần tất không? Quần tất em còn đấy. Đấy có hai cái quần tất. Quần tất nhà em thì đẹp mỹ mãn rồi. Rồi là ghi lấy con này thì ghi của em là nên nâu. Nên nâu. Có hai con thôi, 199k. Quần tất 3D gì anh? Tất 3D, 3D 2 màu. Nem trắng kem. Len trắng kem. Cứ ghi em là len trắng thôi là được. Bán giày đi em. Mang giày ra bán đi. Em ở chung nhà em bảo là muốn bán giày. Nhưng mà em thì em lười. Em sợ lắm bởi vì cái tính em chả lấy đắt được của ai cái gì. Lấy rẻ chả bỏ hàng tồn. Cứ thêm mặt hàng nào là lo lắng mặt hàng đó. Rồi. Len len trắng nhá, len trắng kem nhá. Đó, 100 cái này riêng cái màu trắng kem này em sale cho các chị 189 này. Còn cái len đầu tiên ấy, len xanh dương ấy, là em ôm được rẻ thì chúng ta sẽ có giá ngon bổ rẻ hơn. Len xanh dương là có 165k thôi, xanh dương là 165k nhá. Xanh dương 165k nhá. Còn nó len trắng như nhà đang mặc là đang sale có khoảng 5-6 con thôi, sale với chị 189k. Còn tất cả các cái len đỏ, len nâu, len xanh ngọc đều là 199 nhà mình nhá. Đấy, ông chồng cứ quen quen thì chết rồi. Chết rồi. Quả này quen quen sao đây? Lượn lờ nhiều, tán gái nhiều. Rồi, len xanh dương này là 165. Rồi, em giơ tất cho các chị đây, còn một cái mãn này các chị mua cho các con. Len bông bông. Mấy cái có đấy. Áo len này màu đỏ em nhận được rồi, đẹp tuyệt. Thanh An, cảm ơn em. Còn sơ mi trắng không? Ui dồi ôi, con. Còn như Trang Lê ơi, em cứ đặt nhá, em đặt sơ mi trắng đi. Kèm cân nặng đề và số điện thoại. Anh chốt luôn cho. Cái này chúng ta gọi là len khoác cho em nhá. 165.000 thôi. Ghi hộ em là len khoác nhá. Comment len khoác nhá. 165k có ít lắm. Cái nơ này này là cái nơ chúng ta tháo được, nó gắn bằng từng cái cài một cho nên là chúng ta tháo được nhá. Đó, chúng ta tháo được. Còn nếu mà chúng ta thích nơ thì nhìn cho nó
baby thì chúng ta để lơ, còn nếu mà các chế nó lớn chút xíu không thích nó baby như thế này thì chúng ta tháo cái lơ đi. Nó chỉ là cái cài thôi, nó là cái cài, cho nên là chúng ta tháo được lơ nhá. Đó, nó là dạng nem khoác, chúng ta để khoác đi, hoặc là chúng ta đóng cúc vào cũng vô tư. Đẹp. Cái này ghi hộ em len khoác 165.000. Hôm bổ rẻ, thực ra là nhà người đi đồ len. Đồ len thì dễ bán hơn đồ công sở đấy các chế ạ. Dễ bán sai. Bởi vì nó không nó to nhỏ đều mặc được, cho nên dễ bán hơn nhiều đồ công sở. Thế nhưng mà nhàn đã chót chọn đồ công sở bởi vì nó đi theo cái sở trường là một, hai nữa là cái chuyên môn của mình, cái chuyên môn thâm liên của mình. Em hiểu biết về hàng công sở và em là người có kỹ thuật về nghề đó, cho nên là em đi về cái nghề đó. Mặc dù nếu mà đi vào áo len thì là nó bán sẽ sướng hơn. Và nó sẽ sướng hơn rất là nhiều bởi vì áo len là nó free size to nhỏ đều mặc được. 165k len khoác. Len khoác 165k. Màu đẹp kiểu cách đây. 165k. Rồi. Em khoa cho mình đồ lỉ này. Cái cuộn giấy này đút vào thì nó chặt này. Hôm nay tuần lì đắt thôi, không có lì rẻ rồi. Xét dạ đầu tiên là xét 281 ạ, 245k. Hôm nay tuần lì đắt thôi, tuần lì xịn thôi, lì đắt tiền. Đắt là đắt so với giá thành nhàn bán ra, chứ còn so giá thành ở chợ hay là giá thành chung thì nhàn giá là luôn luôn là bao ngon bộ rẻ nhất Việt Nam luôn ấy, nhất Việt Nam luôn ấy. Hàng xịn lắm nhá. Nhàn tính của nhàn là người mặc hay là mà sử dụng là hay sử dụng đồ xịn, cho nên là nhàn không hay đi cái hàng lởm khởm, trừ trường hợp mà người ta báo hình ảnh và em báo ôm rồi đến lúc về hàng nó không đúng ý thì có những cái thành phần đó, nhưng mà rất ít. Và chủ yếu là khi mà nhàn tự tay, nhàn là tận lơi, nhàn lựa thì nhàn lựa đồ xịn lắm, nhàn lựa đồ xịn lắm. Ở thôn 25 Thúy Nga nhá. Còn váy công sở nhà em thì nhà em chuyên đồ công sở mà. Chuyên đồ công sở mà. Thích cái màu cam của đặt áo phao xanh than mà ship nó gọi hôm thứ bảy mà nó bảo ghi sai địa chỉ, nó không mang cho chị. Có che đồ không? Cô đang không thích mà, bởi vì nó không hợp với cô nữa. Cô cảm giờ cô lớn quá so với cái áo. Em vừa nhận đơn hàng tiếp theo gần 1 triệu, đẹp lắm chị ạ. Điền Lê, cảm ơn em. Để xuân với nó rồi, để cho em. Em vừa thấy em đi đăng lúc nãy chị ngồi đây, em đã bảo sao hôm nay chị mặc lại trẻ chung thế. Em đã xài theo. Em đang định nói rồi. Nó bảo là cháu thích cái áo màu cam của cô quá, thì mới bảo cô tặng xin nhá. Bởi cô thấy cái áo đấy nó trẻ quá so với cô. Rồi, không che bởi cô cũng mới mặc độ 1-2 lần thôi, không bôi nách không gì hết. Không đi nữa. Đây đẹp lắm các chị ơi. Đẹp mà cái màu này mặc nó sang này. Nhà mình nhanh tay nhá. Ghi hộ em nè. Cái này nỉ xịn lắm, nỉ xịn lắm, nỉ cực xịn. Đừng so với cái nỉ lèng tèng là chỉ lâm, có lúc em xả cho các chị 99k áo nỉ đấy. Nỉ này rất là xịn, bình thường nó xuất buôn là 260. Em nhòm ngó mấy lần rồi nhưng mà thực ra là nó hơi cao nên là cảm giác nó sót lắm, cảm giác nó sót nên không bán. Không xếp lấy. Đầu like còn không anh Trung. Em cứ đặt đi. Chúng thì được, không chúng thì thôi. Do lại. Do so quan trọng nhất là nhân viên nhà em dớ phải con nào và mình có chia sẻ livestream hay không. Rồi, chị nào lấy thì comment cho em lỉ số 1. Các chị comment lại cho em là lỉ số 1 ạ. Nỉ số 1, màu này là màu xám, màu này là màu chì. Comment cho em nỉ số 1 nhá. Comment đúng mã cho em nhá. Lỉ số 1 ạ, kèm màu ạ. Nam nữ đều mặc nhá, nam nữ đều mặc nhá. Mình căn xem là nam nữ đều mặc được. Chế nào lấy comment cho em nỉ số 1 nhanh tay. Giá của con nỉ này ạ, 250.000. Đó, dưới giá xuất buôn của họ rồi.
họ sale 30.000 đấy mà, họ sale có 30.000 thì thôi em lấy gọi là mang về để bán tặng các chế là chính thôi. Xịn sò vô cùng, không so với hàng nỉ đều nhá. Nhớ hộ em, nó có rất là nhiều loại nỉ. Có rất nhiều loại nỉ, đây là hàng xịn. Đây là hàng xịn. Và giá bình thường mà chúng ta đi mua ấy thì nó rơi vào tầm 400 mấy 500 đấy, 400 mấy 500 đấy. Rồi chúng ta đi mua ở chợ, ở các cửa hàng cửa hiệu 400 mấy 500 một con đấy, chứ không phải là hàng mà nghe mua 200 mấy mà nên nai của nhàn mua 200 mấy đâu. Dạ, mình mà nhàn mà bán 200 mấy các chị đi mua offline là kiểu gì 400-500k. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là nỉ số 1 màu màu xám và màu chì. Màu xám và màu chì, xám đây nhá, chì có ít thôi, bác nào săn được thì bác ấy săn thôi. Em nói thật luôn là họ hàng cuối năm họ còn ít rồi, họ xả cho em thì em tiếc của, thật sự là tiếc của. Hàng nó đẹp quá, giá nó mềm quá, thì em mang về để em giới thiệu với các chế thôi. Chứ có nhá, áo khoác áo phao vẫn còn nhá, không để còn nhiều sẽ lên ạ. Nếu mà họ còn nhiều hàng là họ là người chết, bởi vì sale toàn sale lỗ rồi mà. Còn nhiều hàng là họ là người chết. Xịn lắm, chứ không phải so với hàng lì bông nèng tèng đâu nhá. Xịn cực kỳ. Ghi hộ em nỉ số 1 xin treo cái biển. Các chị đều được kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Nên yên tâm ạ, nhà em nói chuẩn là các chị kiểm tra đúng chuẩn để các chị nhận cho em. Các chị được kiểm tra hàng ạ. Có những con lì mà nó xóa xuất buôn của họ là 450. Xuất buôn 450 một con nỉ, giá xuất buôn nỉ hàng Quảng Châu ấy, giá xuất buôn 450. Đây là toàn nỉ Quảng Châu mà, cho nên là đừng có ngồi đấy mà so bì lỉ mới nỉ hơn 100.000. Hơn 100.000 là cái loại nỉ đều nhất xã hội ấy, xong rồi mặc nó sổ lông mà nhìn nó đã dởm dởm, nó loại một lên rồi xốp. Nhìn nó mà đã xốp xốp dởm dởm rồi tay à. Bây giờ tất cả là đều các chị đều thông thái cả rồi, chỉ cần nhìn thôi là đã biết nó là hàng xịn hay không rồi, chưa cần phải sờ luôn, đúng không nào? Đây, nó không lông lên này. Bây giờ giá như chạy xuống lấy cho em cái áo nỉ của em, áo nỉ ở trong cái ngăn tủ ấy. Áo nỉ nào? Em có cái nỉ đều mà. Nhận hàng nhưng em có nỉ đều mà. Rồi toàn chuyển khoản trước, ship vào nhà nhưng chưa bao giờ thất vọng. Cảm ơn chị Hiền Lê. Cảm ơn Hiền Lê. Rồi đó, đấy nỉ số 2 250k, xịn lắm. Con này giá xuất buôn của họ là 320.000. Màu gì để chú lấy cho? Màu nâu, cái màu nâu. Còn cái màu cam em vừa mới thay ra thì không tính. Cái màu nâu ở trong cái ngăn tủ trên, ở ngăn của em trên cùng ấy, lấy cho em cái màu nâu. Nó hơi sổ lông luôn đấy, nỉ đều ấy em có. Tí nữa em sẽ cho xem cái này, mặt trong của nó đây này. Em giơ luôn cho các chị xem. Nó dày. Mặt ngoài của nó nhìn cái vải nó đã khác rồi. Em khác biệt mua lần đầu, hôm nay em nhận được hàng chất đẹp lắm mà giá lại rẻ. Cảm ơn shop, cảm ơn chị Lụa Vũ ạ. Cảm ơn Lụa Vũ đấy, mua lần đầu đấy, chất đẹp lắm và giá lại rẻ. Cảm ơn em. Chị ơi, áo lý này này mặc được cho nam nữ này chị. Tí nữa còn một mã nữa. Nỉ này là lấy cho nữ thôi. Dáng của nó ngắn ngắn này lấy cho nữ thôi. Cái nào dáng nó dài thì mình mới lấy cho nam được nhá. Chờ em chút xíu. Em sẽ có nỉ để so sánh cho các chị đây. Năm trước em mua cái nỉ đấy và em cũng bán ở tại nhà. Bán tại nhà 260. Bán tại nhà 260 và em giữ lại em mặc. Nhưng mà nó thực sự là nó đều. Nỉ năm nay là em lấy hàng xịn lắm. Em không phải lo. Đây. Nỉ số 2. 250 nhá. Săn đâu ra? Săn đâu ra? Những con nỉ này bình thường nó xuất buôn trên 300k, mình săn đâu ra 250, mua đâu ra? Rồi. Nỉ số 2 này. 250k. Lỉ số 3 có hai màu, nâu và đen. Nâu và đen. Mặt nhung đấy. Cái này nỉ này mặt nhung, có tùy mặt, có tùy cái, nhưng mà cái này là mặt nhung. Cái này mặt trong là nó nhung, không phải là mặt nỉ lông hay nỉ da cá, mà cái này là nỉ nhung. Mẫu này là lỉ nhung. Cái này là nam nữ đều mặc được đây này các chị nhá. Nam nữ đều mặc được nhá.
Đó, màu đen. Ờ, đây là nỉ số 3. Đều 250 nhá. Mặt trong là nhung nhá. Mặt trong là nhung. Nỉ số 3 cho em, màu đen. Cho em chút xíu thôi, chuẩn bị lên băng tô cho các sếp. Nỉ số 3 màu đen, nỉ số 3 màu nâu, có ít thôi. Bác nào săn được thì săn thôi. Ít. Ít 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 ít. Nỉ số 3 nâu, nỉ số 3 đen. Đúng rồi. Quần áo nhà Nhàn Trần chặt 3 tủ quần áo của chị. Đẹp mà giá lại phải chăng, chị muốn em bán thêm đồ nam để chị mua cho chồng và con. Cảm ơn chị Bích Hạnh ạ. Cảm ơn chị Bích Hạnh. Lỉ số 3 màu nâu. Có ạ, quần chị Nhàn mặc là Q16 ạ. Quần Nhàn đang mặc là Q16 ạ. Đang bán cho các chế là 99k anh ơi. Máy của anh bỏ từ lễ rồi đấy anh ạ. Nỉ đều của em đây. Chị Ly Nguyễn Thị ơi, em chưa làm kịp ạ. Đây, nỉ đều của em đây. Có như thế sổ lông không? Sổ lông không? Đây, nỉ đều đây. Nỉ xịn của em đây. Mặt lông luôn, à mặt nhung luôn nhá chị nhá, mặt nhung luôn nhá. Đấy. Nỉ đều đấy. Hòa, Hòa lấy áo này chị tặng Hòa áo này. Tặng xinh cái áo cam. Chị mặc rồi nhưng mà chỉ mặc có độ 1-2 lần thôi. Đấy, tặng em cái này nhá. Em thích cái này cao. Em sao giờ chiều đấy mà đây này thì em thấy hơi trẻ, cái đống cụm đống này thì lại có cái màu vàng đấy. Em định bảo chị là sau hôm nay chị lại mặc trẻ đi con gái. Nhưng mà rất là trẻ trung. Rồi, nỉ nâu, nỉ số 3 màu nâu. Hết rồi đấy, còn 2 mã nữa hết à. Còn mỗi mã có tí tí à. Các chị nhanh thì mới có phần đấy. Rồi, em qua mã thật nhanh nhá. Nỉ số 4. Cứ đòi xem cả mặt trong cơ. Nhìn đã biết nó sang, nó xịn rồi. Cầm đến cái áo là biết xịn rồi. Mình nhận là mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán mà. Nhìn số 4 nhá. Chồng bỏ luôn không thèm mà ấy thế này thì buồn cười thật đấy. Đáng lẽ trước khi đi phải ok, không biết có biết được ok không. Nhìn số 4. Xịn lắm, màu chì. Không phải con mèo đâu ạ, à đúng. Fendi, cả mèo cả Fendi đều tính là một Q16 hết, cùng mã mà cùng vải mà, nó chỉ khác cái logo thôi. Q16 hết, chị các chị cứ lấy Q16 đi. Có cả mèo, có cả hình logo con mèo, có cả hình logo chữ gì nhỉ? Không nhớ nữa, cả chữ Fendi. Em đều tính là Q16 mà cùng chất vải. Rồi, đây là lỉ số 4. Nhìn số 4, mặc như này đi chơi thì nó nhẹ nhàng, nó trẻ trung này. Anh ơi, cái máy của anh em bỏ không bao nhiêu lâu em? Trẻ anh. Nhìn số 4 nhá. Đấy, màu màu này, bây giờ bọn trẻ con ấy, nó hay mặc những cái giọng mà dạng màu này. Nhìn nó sang sang. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em. Đấy, màu rất là khó tả. Dạng màu nông chuột nhỉ. Dạng màu lông chuột hay màu màu chì, khó tả lắm. Rồi, nỉ số 4. Có ít thôi. Bác nào nhanh thì bác mới có đấy, em nói luôn ấy. Các bác không có đừng tị nhau nhiều bởi vì em có ít. Đừng có cãi nhau vì cái áo nỉ nhá. Nhân viên lại mắng nhân viên nhà em, tao comment đầu mới nọ kia đau đầu lắm ạ. Nó có ít, làm thế nào được. Rồi, nỉ số 5 hết nhá. Đây. Mặt trong của lỉ số 5 này. Nỉ số 5.
cô sẽ để một cái nỉ nâu, một cái nỉ chì cô mặc. Cô không mặc những cái kia nữa, nó trẻ quá. À, cô để một cái áo len, một cái áo len, một cái áo nỉ thế thôi. Cái này cả nam nữ mặc được này, cái này dài rộng hơn những cái kia của em này, dài rộng hơn này. Chế nào lấy thì comment cho em, chỗ này thêu nhá, thêu nhẹ nhàng thôi, đằng sau như này, đơn giản bình thường như này. Nỉ số 5, chị đặt vest blazer kẻ mấy lần mà chả đến lượt. Kiều Anh hôm nay comment luôn cho em ưu tiên luôn, chị comment ra đi. Anh trông thấy chị Kiều Anh Trần để là ra cho em. Em hết hàng rồi đấy, mà hôm nay chiều nay vừa bóc bom ra được mấy con, một shop mấy con bom về. Em sẽ để phần cho chị luôn. Chị đặt vết kẻ mấy lần mà chả đến lượt. Chị comment đi, chị đặt size đi, màu nào đi, size nào màu nào đi. Có phải V55 không chị? Còn nếu mà V36 thì em chỉ còn một con size gì đây? Size L hay size M đây thôi. Các áo thì làm 250k chị ạ. Vậy là V36 thì em chỉ còn sót một con size L của nhân viên nhà em chưa gọi hết. Nhưng mà nếu mà chị đặt V36 L thì em cũng ưu tiên luôn chị. Còn V55 thì sót một con XL màu, một con XL màu chì, M và L. Vừa sáng nay nhân viên nhà em tìm loạn, cục giấy còn to như thế này, còn dày như thế này, tìm loạn lên, kêu hết hàng. Hết hàng đến chiều nay cô Hả Nguyệt nhà em bóc đống bom ra về được ba con M, một ba con M, hai con L đấy. S của về được S về hai con đấy, là màu vàng. Còn màu chì thì một con L, một con X đấy. Mỹ lại M thì ở nhà vẫn đang còn, đấy là V55 rồi. Chế nào lấy áo nỉ này thì nó hơi dài so với nhàn rồi. Em rất nam và nữ đều mặc được, nam nữ mặc nhá, nam nữ mặc tất nhá. Áo nỉ này là nam nữ mặc chung nhau hết nhá. Chỉ có ví dụ cái nỉ số 2 ấy, nó ngắn như thế thì các bạn nam không mặc, mà cái kiểu cách đấy bạn là các bạn nam không mặc. Như cái áo này là cả nam nữ đều mặc. Chế nào đấy thì comment cho em là nỉ số 5. 250 một con, toàn những cái hàng là nó xuất buôn tầm gần 300k một con. Đấy, bây giờ nó sale thì là em thấy thực sự là rất là tiếc. Nó đẹp và nó xịn và nó rẻ. Em tiếc vì em mang về một còn ít thế nào này, em bốc em mang về em xả cho các chế lấy được nhanh tay. Em qua mã nhá. Lên tất đi em. Quần tất đây. Tất đây, tất đâu đây đây. À đây, có một con này nữa bán tặng các chị. Một con thôi, bà nào lấy được bà trúng được số độc đắc. Để số 5 ghi vào trong cái tặng. Tại vì có mặc bao giờ vậy? Và em mặc áo đôi đi, em lấy áo đôi đủ. Rồi 40 tuổi rồi chứ mặc cái gì? Để cho chồng cho gì luôn cả. Chồng nó sậy. Áo đẹp thế. Lỉ số 2 có mã không em? Hết pin vừa vào lại. Chị ơi cứ lỉ số 2 thôi. Lỉ số 2 là được không? Không. Không thì số 2 không có mũ. Số 3 với số 1. Số 3 với số 1 có mũ. Một con dạ. Xịn. Size gì đấy? Size L. Em sỏ mọi người xem. Chị
Một con dạ xịn size L. Bán xả tặng nhá nhà mình nhá. Xả tặng nhá. Ờ, ghi hộ em là dạ gel L. Xịn lắm. Triệu mấy đấy. Hàng triệu mấy đấy. Xả tặng cho mình là 299k. Chị nào lấy comment cho em là dạ gel L 299k. Một con duy nhất thôi. Chị nào lấy được nhanh tay này. Mấy con phao này em vừa chốt xong cho khách ấy. Có những chị còn chưa kịp nhận hàng ấy. Em bán tặng luôn nhé. Tại vì còn mấy con cuối cùng thôi bán tặng nhau. Trước giờ em đã bán lỗ rồi đấy. Bây giờ còn mấy con. Nói riêng gì, nói thủ đùa với các chị là bình thường phao như năm ngoái em bán hay là nói chung như mọi năm em bán thì về nó toàn bị cháy hàng. Năm nay thì bảo là riêng gì là ế thì nói là ế nhưng không phải là ế. Thực cảm ra ơn thì... Hương, Nguyễn Thị Hương. Ế hơn mọi năm. Ôi, dạ dêu là một con đấy nhé. Còn có một con đây hả? Đây không? À, ế hơn mọi năm thôi chứ còn thì em cũng hết hàng rồi. Còn có mấy con thôi bán tặng các chị. Đó. Mình số 5 à? Không, dạ dêu là. Dạ dêu là có một con thôi. Mũ này là có lông nhá. Có lông nhá, chưa kịp lắp đâu. Em chưa kịp lắp lông đâu. Nhưng mà em còn size M và size L. Túi của nó thiết kế như thế này. Phao số 6 màu gel. Phao số 6 gel. Đấy, dáng của nó tương đối đẹp. Kiểu cách như thế này. Phao số 6 gel. Kèm size cho em có M và L. Bán tặng nhà mình nhá. Thề. Hôm trước là bán hòa 289k. Là lỗ 10k. Bây giờ là bán tặng nhau thôi. Chị nào lấy được thì comment nhanh tay cho em. Dạ gì nhỉ? Phao 6. Phao 6 hay là P6. ML gel. ML gel, ML đỏ. M đỏ còn 2 con, L đỏ còn 1 con. Đen M còn đen M 2 con, đen L 1 con, gel còn độ 3 con M và 5 con L. Là nhanh tay ấy, ai nhanh tề thì có phần. Em mà vừa bán vừa tặng nhau. Còn 250.000. Dạ, hôm trước là em bán 289 này em lỗ mất 15k. Rồi giờ thì em bán 250 em lỗ chừng nào em chẳng cần tính nữa. Rồi tặng nhau thôi. Là lấy comment cho em ra phao là phao Quảng Châu, hàng tiền triệu đấy. Chứ không phải là hàng đèn tèm. Sell cho chúng ta mũ có lông. Mũ có lông nhưng mà em chưa lắp lông đâu. Xem cho chúng ta còn ghi hộ em là phao 6, P6 hay là phao 6 cũng được. Kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại 250 một con. Nhanh tay nhá, kiểu cách đây, như thế này. Đó, màu gel. Rẻ hơn cho. Phao 6 gel kèm size. Phao 6 đỏ kèm size. Hay thôi không mặc nữa đâu. Có lông nhá, có lông nhá, có lông mũ nhá. Phao 6 đỏ, phao 6 gel kèm tay cho em. Chất quần Q16 và quần gấu thế nào? Để mà sờ vào chất trần quy quần Q16 xịn hơn cả quần quần gấu. Tuy nhiên, độ co giãn của nó không bằng quần gấu. Không bằng quần gấu. Đó, là nói luôn. Về độ nói về nha. Chất lông. Về chất lông, về độ về cái chất mặt vải thì quần Q16 xịn hơn cả quần gấu luôn. Xịn hơn quần gấu. Nhưng mà mặc thì không có giãn mạnh được bằng quần gấu. Cho nên là nếu mà mình mà yêu cầu độ co giãn thì các chị cố gắng chốt đúng size cho em. Yêu cầu độ co giãn thì mình chú ý hộ em. Pha số 6 thôi chắc chị comment nhầm. Comment gì số 6 nó trượt sang số 7. Nó trượt sang số 7. Số 6 nhiều hơn chốt. Mỗi size có vài con anh Trung ơi. Đỏ dê. Mỗi size có vài con thôi. Mỗi màu có vài con. ML thôi không có size. Màu đen nhá. Q16 em chốt cho ML thôi các chị ạ. Q16 em nhận đơn SML còn các chị XL em không nhận nhá.
bán cho nhau mặc được, bán cho nhau mặc thích, chứ còn nếu mà bán thì không phải bán đấy được. Cho nên là chú ý của em là Q16 em chỉ nhận đơn đến 54-55 cân trở lại, là từ 38 đến 55 cân. Chỉ ra lấy thì yêu em là phao 6 màu đen, phao 6 đen, phao 6 đỏ và phao 6 rêu, kèm số điện thoại cho em. Em qua mã này, còn ít em bán cho tặng này. Trời ơi, cái bạn nào bà gọi nhiều vậy, anh nghe cho em đấy. Alo, alo, ơi. Em có comment gì, comment chưa? Tên là gì? Tên là gì? Hả? Bích bích nha. Bích bích gì? Nghỉ với anh gì? Số 1 à? Bỏ cho Lê bích bích lỉ đen số 1 ra để mai bạn đi lấy. Lỉ đen số 1 á. Lỉ đen số 1. Số 1 có 1 làm gì có. Lỉ số 1 làm gì có màu đen. Số 2 mới có màu đen, mới lại số. Sai rồi, chả biết đâu mà chốt. Nào, bán tặng áo Missy nè. M và L. Em nói thật là cái mã này em bị quên ở dưới tầng 1. bị quên ở dưới tầng 1. Có một bọc ở dưới tầng 1 bị quên. Thế là thành ra là bây giờ là nuôi ra bán tặng nhau. Cái này mặc hợp với quần sóc nhá, các xem nhá. Và chân váy nhá. Hợp với quần sóc, chân váy và quần bò. Thế nào lấy thì comment cho em này. Đấy. Nhà đang xỏ size M, còn size L nữa. Nhiều chú ý của em, cái tay của cái này nó cảm giác nó hơi bị ngắn. Chú ý của em cái điều đó. Và cái kiểu cách của nó là dáng ngắn, dáng rất là khỏe. Áo cái này thì comment cho em là dạ lông thỏ đi. Dạ lông thỏ đi. Nó có A đấy, có tên mã ở áo đây. Nhưng mà thôi dạ lông thỏ đi. Dạ lông thỏ đi, M và L. Alo. Bầu chi á. Dạ lông thỏ, M và L nhá. Bán tặng nhà mình. Em không nhớ luôn cả mình bán bao nhiêu tiền và nhập bao nhiêu nữa rồi. Khổ thế. Xin cô biết bao nhiêu tiền không? 200 mấy đúng không? 269 đúng không? Đúng rồi. Giờ bán tặng nhau nhá. Tặng nhau thôi. Chứ còn thì nãy lỗ gì? Này, bán bù giá 40k, còn 199.000. Ghi hộ em ạ. Dạ lông thỏ, ML kèm số điện thoại cho em. Cái này cực kỳ hợp với quần sock, cả chân váy và quần bò. S cũng lấy được size M nhá. S lấy được size M nhá. ML nhưng mà chốt thì phải chốt S. Các bạn S muốn, nếu mà muốn lấy thì mình phải chốt là chốt lên M. Thì chúng ta mình có đơn, còn nếu mà cứ ngồi đấy mà khẳng định là chốt S thì em sẽ không nhận đơn. Ok chưa? Comment cho em là dạ lông thỏ. Đấy, bán tặng nhau. Cầm 99k lỗ 40.000. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em. Rồi Paka nè. Áo phao 18. Ừ, phao 18 này. Cái gì nữa, cả Moto nữa nè. Có, còn chị nhận nghe đâu mà các chị cứ comment là Q16 vậy ạ? Nỉ nâu. Xin đi lại mấy người đấy đi. Cái này 199k thôi nhà mình nhá. Cái này là lỉ da cá của Quảng Châu. Không phải là lỉ nhung hay lỉ nỉ bông hay gì cả. Nó là lỉ da cá Quảng Châu. Ai đấy thì comment cho em là nỉ nâu. Comment mã thế. Nỉ nâu 199k. Cái này thì dài rộng á, các bạn phải cao hoặc là nam nữ đều mặc chung mà. Cái này cò nhà em nó mà để cho cò nhà em mặc mà. Cho nên là mình nhìn hộ em nhá, nữ đều phải cao nhá. Còn nếu mà như nhàn mặc là chuyện bảo là mặc dấu quần luôn rồi, mặc dáng dấu quần luôn rồi.
Chế nào lấy thì comment cho em là nỉ nâu nhá. Còn quần gấu không? Ờ, quần gấu em hết rồi. Giờ vẫn cứ hỏi quần gấu. Dạ, hết lâu rồi. K. Dạ lông thỏ đang bán tặng 199k còn vài con. Ghiêu em nỉ nâu để có đơn hàng mã này 199.000. Áo nỉ nâu, hàng xịn sò. Ghiêu em nỉ đỏ cũng dáng dài như nhà đang mặc. Nỉ đỏ. Chốt bên trong đây này. Rồi. Dạ lông thỏ có đến chục con không? Anh cứ nhận độ 12-13 con. Ờ, ghi hộ em là dạ lông thỏ có sót màu nào, cái màu nào khác không? Ờ, nỉ đỏ nhá. Nỉ đỏ. Đó. Nỉ đỏ. Chữ này là theo nhá, ta xếp nhá. Nhìn nó nét đi. Nét căng không? Hàng xịn mà. Các chị, có phải hàng nèng tèng đâu. Chị nào lấy comment cho em là nỉ đỏ và nỉ nâu là có đơn hàng 199k cho cái nỉ này. À, qua mã này xinh xinh bỏ vào cho cô mới này. Rồi, tiếp tục là đến măng tô. Nỉ nâu sao? Nỉ nâu có vài có độ anh cứ nhận được. Đây chú ơi. Đấy. Đúng. Nỉ. Đấy, nỉ đỏ có chừng kia con, nỉ nâu có chừng này con. Có thế thôi. Măng tô của Ruberi à? Nuberi. Đắt lắm. Cái áo này là 1.000.000 này. 1.350.000. Mã là MT71. 1.350.000 của Nuberi. MT71 ạ. Màu da. Nhì nhàng vào thôi nhá, cho nó nhanh. Em cài nhì nhàng vào thôi, cho nó nhanh. Đại khái là nó như thế này. Dáng của nó như thế này. Đặc biệt chú ý hộ em cái đằng sau. Đằng sau lưng kiểu cách. Chế hỏi cái gì bao nhiêu cân vừa phải nói rõ cho em nhé. Rồi thường em hay nói sai rồi đấy. Cái cân nặng theo size ấy, thì là rơi vào khoảng size S thì rơi vào từ 45 đến 50 cân. Tùy chiều cao. Size M rơi vào khoảng size S thì rơi vào 44 đến 49. Size M thì rơi vào khoảng 48 đến 53 cân và size L thì rơi vào khoảng 53 cân đến 57 cân, size XL rơi vào tầm 57 đến 62 cân, size 2X rơi vào khoảng 59 cho đến 65 cân tùy vào chiều cao. Là Q16 nhá. Cái này quần nhà đang mặc thì comment cho em là Q16. 99k một quần. Đó nhà chưa đóng cúc xong đâu, nhà chỉ cài tạm vào thôi. Cái phong cách của nó dạng như thế này. Măng tô của hãng đằng sau. Chú ý của em phần sau. Măng tô này là ghi của em là MT71. Em còn một con S, một con M, mấy con L và mấy con X. Chế nào lấy thì lên đơn cho em MT71 bán tặng nhau ạ. 299k. Comment nhanh tay cho em là MT71. 299k một áo nhanh tay nhá. MT71. Màu da này. MT71 màu vàng bò. Nhìn cho cô xem màu vàng bò. Mấy đơn mà trả thấy hàng về Xoan Lam. Anh... Ok để mai kiểm tra đơn cho Xoan Lam nhá. Xoan Lam. X bên kia. Cái MT71 màu cam này thì em chỉ có một cam đất này thì em chỉ có một L và X thôi, không có size M. M màu da thì có một con S, một con M, một con L, một con X. Ôi giời, thế nào đủ đúng một gì? Sorry cả nhà, bảo mấy con không phải. Đúng một gì luôn, một S, một M, một L, một X. Cái màu cam này, màu cam đất này này thì có đôi vốn sáu, không có S. Cái màu cô đang mặc thì có S. Màu cam đất thì có mấy con L và 3 con X. Đó, nó dạng như thế này, tôi cứ tạm thời như thế đi. Hả? Cam đất ra. Cam đất có khoảng độ đôi 4, 6. Đây anh Trung nhìn kìa. Đôi 4, 6, 7, 8 con.
nhanh tay nhé, xả cho nhà mình 199k. xin lỗi, 299k. Cái màu cam đất thì là chỉ còn LVX thôi, hết size nhỏ. Các chị nhá, đó, nó dạng thắt vào như thế này cho em. Em cũng chưa đóng cúc kia thì em cải tạm thôi. Đó, kiểu cách này, thân sau như thế này này, chú ý của em nhé, kiểu cách nó như thế. Chứ nào lấy thì lên đơn cho em là MT71 cam LVXL, sale còn 299k từ 1.350k, sale còn 299k. Nghĩa là chưa đến số lẻ của nó, đúng không? Chưa đến số lẻ của sản phẩm. Chế nào lấy nên đơn cho em. MT71 cam LXL. Cam không có M, chỉ có L thôi ạ. L với XL thôi. Rồi, tiếp tục ạ. Phao nam, phao nữ. Có hai màu thôi đúng không? Vâng. Phao nam, phao nữ này. Các chị đặt màu cam đi ạ, màu da hết rồi ạ. Hai cái chân váy len. Chế nào lấy cái chân váy len trì này thì em bán tặng thôi, nó sót thôi mà, sót vào lô hàng thôi, bằng len nhá nhà mình nhá, em bán tặng luôn 60.000. Chân váy len trì MT71 chân... cam LXL cho em nhé các chị CV nhá. CV len trì có một con sót thôi nhá, CV len trì 60.000. CV len xòe cũng 60.000 luôn, dáng dài như này, CV len xòe 60.000 luôn. Đợi em chút, CV bo chỉ á, len CV len chỉ chân váy len à? Vâng, mấy chiếc á? Có một cái rồi. Bộ này của shop một bộ của Sahara size 2XL nhưng mà chỉ chốt cho XL mặc thôi nhá, nhà mình nhá. Bộ của hãng là toàn thế. Thì chế nào lấy thì comment cho em là bộ xanh XL. Bộ xanh XL có một bộ này thôi nhưng mà hàng của nó thì cực kỳ giá trị. Chúng ta nhận hàng chúng ta sẽ biết tại sao nhà nói thế, hàng rất là giá trị luôn, chất lượng hàng cực kỳ chất vải cực kỳ đỉnh, đường kim mũi chỉ cực kỳ nét. Có một bộ sót thôi em bán tặng nhà mình. Trần Thu Phương comment lại là CV71 cam đi ạ, size gì đi? Em bán tặng nhà mình 150, ghi hộ em là bộ xanh XL. Nhận sản phẩm mình nhận được sẽ là size 2X nhưng mà chỉ những người XL mặc vừa cho nên em gọi nó là XL. Chế nào XL thì chốt nhá, comment cho em bộ xanh XL 155k. Cái gì xanh XL đấy? Bộ à? Bộ anh ạ. Một bộ. Đủ. Set này của hãng ạ. XO. Sản phẩm là size L để em nhìn xem nó có đồ có thể mặc. Chú không phải chốt đâu. Xét xanh như vậy. Để cho ai đấy? Chị Hạnh Giao. Cái V56 của em bị bom mất hai con đây. Chị nào vừa hóng mãi V56 không chốt được thì nhanh tay nhá. Con đang sỏ trên người em là size L màu da, size L màu da. Chị nào lấy thì comment cho em V56 da L và V56 đỏ XL 215k xịn lắm. Và dáng cực kỳ đẹp nhá. Để phần con này sẽ S, nhà mặc S cơ. Đây là nhà sỏ size L này. Chị nào lấy thì comment cho em là V56 da L, V56 đỏ XL. Em sell cho nhà mình còn 215k nhá. V56 da L, V56 đỏ XL này. Cái set này để em nhòm xem là nó mặc được đúng size không? Đúng size luôn, chuẩn size L nhá. Đây này. Chuẩn size L. Giá của em nó là 1.150k. Cái gì á?
cái này cô đã like đâu. 1.150.000 đây này. 1.150.000 này các sếp này. Đó. Thì cái này thì chúng ta ai lấy thì comment cho em là set dạ L nhá, set dạ, set dạ. Đó là áo váy ở trong này, váy như thế này. Và một cái áo như thế này. Cả một set như thế này. Em bán tặng cho mình 199.000. Xịn lắm của XO. Chị nào lấy nên đơn nhanh tay nhá. Xịn cực kỳ luôn á. Có một con thôi nhưng mà tặng nhau. Set dạ L. Chú ý của em. Ờ vâng. Set dạ L. Rồi. Một chân váy nên dáng A như thế này. Con này thì V56 thì có mỗi màu một chiếc thôi nhỉ? Vâng, mỗi màu một chiếc thôi. Ghi hộ em là seven len đen. Seven len đen dáng A nhá, xẻ một bên. Đấy này, có chị khách lại như thế này không biết buồn cười chứ. Nhận được cái váy nền nhà em, đâu váy nền đâu bộ soạn ra đây. Hòa nhận máy cho Hòa nhận máy cho chị mới để xin nó lấy đồ cho chị mới. Nhận được váy nền nhà em để bảo nên váy nhà em bị hỏng, bị lỗi ở rách một bên. Đâu được. Nó xẻ một bên như thế này. Một bên nó không xẻ. Chị bảo là váy nhà em hỏng, rách. Nếu mà nó xẻ thì nó phải xẻ hai. Nó phải xẻ hai chứ đây. Nó xẻ có một bên như thế này nào nó bị rách. Hãy nhà em nó cứ bảo đấy chứ. Cô ơi cô có khách thì cô bảo khách nhá. Nó bảo em đấy. Cô có khách thì cô bảo khách nhá. Khách cái gì mà vậy lên. Nó xẻ một bên đi bảo là nó rách. Nào. Đấy cái chân này này. Dài xuống đây như thế này. Dày lắm. Con chân này thì chị nào lấy thì comment cho em là seven and đen. Cái này là 199, cái này là 99k nhá. Chứ không phải là 6 mấy k như cái kia đâu. Cái này này em ôm trong cái lô đắt mà. Bây giờ em xả cho các chị cái này là em lỗ mấy 20-30 nghìn. Có một cái à? Rồi. Bộ. Chị từ đã ở nhà. Chị Huế Nguyễn này, chị bé em Trần này, chị Loan Lê này, chị Hướng Dương này và chị Nguyễn Quý. Tất cả anh chị em đọc tên, các chị không có số điện thoại, không chốt được hàng các chị nhá. Các chị bổ sung số điện thoại cho em nhá. Các chị khách mới thì comment số điện thoại giúp em nào. Comment nào? Không lại bảo là chốt hàng không thấy nhà nhàn chốt cho. Hoặc là hôm nay các chị chốt trang này nhưng ngày mai các chị nhảy sang trang khác. Đấy, quan trọng nhất là khách mới rồi các chị nhá. Quan trọng nhất là mình có đi đúng trang mà trước giờ mình đã chốt hay không. Bây giờ mình vào đúng trang Nhàn Trần 2 á. Nhàn Trần 2 thì là sẽ là khách mới của Nhàn Trần 2. Trước giờ mình chốt với Nhàn Trần từ trang công sở thì nó sẽ là Nhàn Trần 1. Bây giờ mình nhảy vô tình mình vào cái like của Nhàn Trần 2 thì mình sẽ là một vị khách rất là mới kính con. Thì là mình chưa có số điện thoại bên đấy đâu, thì mình bổ sung cho em cái số điện thoại nhá. Lần sau mình nhảy vào trang nào mình cũng chốt được nhá. Chị Nguyễn Quý này chốt set 281 xanh S này. Chị Nguyễn Dương này chốt áo Missy size L này. Chị Loan Lê chốt P6 đen dài size L khách mới này. Đấy, mình chưa có số điện thoại đấy. Chị em bé Trần này, size M màu ghi này, comment mỗi chữ size M màu ghi, em không hiểu nó chốt cái gì. Mình comment cho em cả mã nhá. Mã và cái số điện thoại cho em nữa. Dạ lông thỏ bao nhiêu chị? Chị này là chị mới hỏi thôi, chứ không phải là chị chốt. Nhưng mà chị sang bên trang này là khách mới nhá. Nên chị vẫn phải cho số điện thoại cho em. Rồi. Nên là em in ra vẫn không có số đây này. Bộ nhà đang cầm trên tay là size L, tuy nhiên chỉ mặc chỉ đây. Chốt cho size L thôi, M thôi. Chị comment là khách cũ nhưng mà vẫn không có số điện thoại đây này. Chị cho em số điện thoại đi. Chưa có số điện thoại Hướng Dương. Chắc Hướng Dương hôm nay xem ở Nhà Trần 2 đúng không? Mình comment số điện thoại nên bổ sung đâu, cái số điện thoại đi. Đây này là Nhà Trần. Thế thì thế nào mà lại không có số điện thoại nhỉ? Rồi có một bộ thôi. Chốt cho size M. Em bán tặng nhà mình nhá. 199k. Chị nào lấy comment cho em. Còn phải nhá các chị ơi. Tí em nhà em lên cho. Bộ kéo khóa M đỏ. Nhưng mà nhìn mình nhận sẽ là size L nhá. Nhưng mà chị em thấy là size M mặc vừa thì em chốt cho size M, chú ý của em cái nội dung đó. Bộ kéo khóa M đỏ 199k. Rồi bây giờ em lên cho các sếp và nhiều thứ lắm. Đợi em chút xíu nè. Của tớ 3D khác có bộ ngay đỏ giờ đây. Là size gì đây? Bộ đỏ M. Quần nhà đang mặc nhá, Q16 nhá. Lấy để kè mặc đi mùa rét này chúng ta mặc nhiều. Em mặc thực sự em mặc cái này nhiều lắm.
cái này nhà mặc nhiều vô cùng luôn. Ví dụ là nhà là phải xí là nguyên năm nay là nhà lấy thành ba cái quần gấu rồi. Cái quần này thì nó cũng giống như quần gấu, thì có điều thì chất thì nó xịn hơn, sờ chất thì xịn hơn quần gấu, nhưng mà độ co giãn thì lại không mạnh bằng quần gấu. Đấy là em nói luôn. Đó là em nhận đơn từ 38kg cho đến 55kg cái quần này. Ghi hiệu em Q16, em bán tặng các chế là 99k một quần. Dày, chất xuống lắm, không phải lo về chất, không phải lo về chất. Đây là nhà đang sẵn gấu nhá. Ghi hiệu em là Q16, chúng ta sẽ có đơn hàng 99k một quần. Mua cho mình, mua cho con, đùa chứ mùa này mặc nhiều lắm. Nhà lúc nào cũng cái này. Lúc nào cái này kèm với cái áo len với này, hoặc là cái áo nỉ, hoặc là một cái áo khoác, một trong một cái áo giữ nhiệt với okay, một cái áo khoác thì thơm nha. Gần như lúc nào cũng mặc cái này, trừ trường hợp mà đi đâu mà muốn diện nữa thì mình mặc váy đầm như thứ thôi. Còn gần như lúc nào nhà cũng sở hữu cái này khi mà trời lạnh. Còn những cái trời bình thường thì nhà lại mặc bộ thể thao đó. Em nghĩ rằng các chế cũng sẽ như vậy, sẽ dùng nhiều, cực kỳ dùng nhiều. Là quần lót lông hả em? Quần lót lông chị ơi, nó là quần legging lót lông, chất của nó rất là xịn. Legging nót lông nó dáng như là quần bình thường ấy, quần legging bình thường ấy, nhưng mà nó lại là nót lông ở trong đấy. Nó có đường may ở đây này, có túi như thế này này, một đường may ở đây thôi, đường may đây và đường may giữa lưng này và bên này không, okay, không có đường may, có túi như thế này rất là sâu ấy. Chờ chúng ta lấy thì ghi hộ em là Q16, em bán tặng các chế có 99k một quần, nhận đơn từ 38kg cho đến 55kg nhá. Em qua mã này, bây giờ em sẽ nên cho nhà mình rất là nhiều thứ chờ em. Q99 còn ạ. Q99 thì là 115k cơ. Lấy cho cô một cái Q99 thì cô giờ cho khách. Q99 là các chị size to nhá. Các chị từ size L trở lên thì mới đặt Q99 ạ. Còn các chị size nhỏ thì mình các chị Q16 đặt cho em Q16 này nhá. Q16 nhàn mặc này là các chị size nhỏ. Còn các chị size to thì đặt cho em từ size L trở lên thì đặt Q99 ạ. Lấy quần vải. Q99 là size to. Mình nhận được quần Q16 rồi, rất đẹp. Cảm ơn Phạm Hà nhé, cảm ơn em. Nhà em, các chị cứ yên tâm mua hàng nhà em là càng ngày nhà em hàng chỉ có càng chất lượng trở lên thôi. Giá thì càng ngày càng rẻ. Vì em bán lấy số lượng chứ em không lấy lấy lãi của các chị nhiều đâu ạ. Số lượng nhà em bán ra càng nhiều thì em càng giảm giá thành cho các chị. Hàng không chất lượng em tẩy chay luôn các chị nhá, không mang về phục vụ các chị đâu. Nên các chị cứ yên tâm. Em không bán được thôi, nhưng bán hàng gì là phải chất lượng hàng đó. Mặc dù giá rất rẻ. Hàng chị nhàn rất đẹp và rẻ, nhưng khó đặt quá. Phạm Thị Thơm. Không khó đâu. Khó gì đâu mà khó. Khó đâu mà khó. Không khó tí nào nhá. Có những cái chị mà các chị biết tính nhân viên nhà em rồi, các chị sáng ra cái gì gọi điện là chả thoát được cái mã nào luôn. Thì các chị mà đợi nhà em gọi lần lượt để chốt hàng cho các chị thì cũng có thể các chị mất đơn là chuyện bình thường. Mã nào chưa có quần vải. Quần vải. Đẹp thật, vâng, em sẽ phục vụ các chị lâu dài các chị ạ. Nào, phao, quần vẩy ai chưa có thì lên quần vẩy đi nhá. Em mới có phục vụ các chị sang năm nay, với là sang thứ năm thôi mà. Đúng rồi, bước sang năm thứ năm rồi đấy các sếp ạ. Ai chưa có quần vẩy nhanh tay, đẹp không? Có đặt thật, chị đặt mấy lần rồi không được. Chị Nguyễn Thị Huyền là chị bị đánh dấu ở đây này. Đấy, nên là chị trường hợp của chị là phải chuyển khoản nhá. Như nhà khác là người ta còn không bán hàng cơ, nhưng nhà em vẫn phục vụ, nhưng mà chuyển khoản trước. Rồi, cho chị này đi, quần vẩy, comment cho em quần vẩy 139k rẻ vô cùng.
xịn vô cùng. Nào, quần nào. Vẩy đủ size cho các chị nhá, từ S cho đến với cho chị một cái quần vẩy nữa ra đây, M, L, XL và 2XL. Giờ được may gần cho khách nào. Các chị đặt cho em quần vẩy nào. Chị nào nhận được quần vẩy chứ nhỉ? Với chị một cái quần vẩy. Chị nào nhận được quần vẩy rồi cho em xin cái phản hồi với các chị ơi. Quần đẹp không ạ? Giá thì các chị thừa biết một là cái quá rẻ rồi. Một cái thôi em không cần, phải đúng size. Lấy luôn cái trên. Hôm trước chị đặt quần vẩy và V55 không thấy gọi điện. Chị nào vừa comment là đặt quần vẩy hay là áo trắng nhỉ? Và V55 nhỉ? Quần vẩy và V55. Chị nào vừa lúc ấy phản hồi như thế thì comment lại cho em nhá. Comment lại mà V55 màu nói chung là em hết vất rồi. Em hết rồi em chị. Một con này thì màu này thì sót một con vừa bom về, còn một con XL. Quần vẩy chất gì? Chất Umi Hàn chị ơi. Quần vẩy chất Umi Hàn. Áo em đang mặc ấy thì bây giờ là con SM màu chiều, vàng. Bộ pyjama nhà chị Nhàn chiều em nhận phê thật chị ạ. Trang Trang. Cảm ơn Trang Trang vừa mới nhận chiều nay đúng không? Rồi, em bảo này, về áo nhà đang mặc ấy là V55. Hot chưa? Em bán đến lần thứ 4. Cảm ơn Nguyễn Mai. Và lần nào cũng cháy hàng, lần này cũng thế. Nhưng bây giờ còn sót size S và size M màu này. Còn hôm áo nay, sơ mi trắng nhá. Sơ mi trắng nam còn đấy ạ. Hôm nay vừa bom về nhưng mà còn size từ 65 cân cho đến 80 cân thôi, hết size nhỏ rồi. Hôm nay vừa bom cái con này về mà được một con L, một con X. Còn lại là ở nhà em đang còn M và S. Còn màu vàng thì nó cũng bom về mấy con, thế nhưng mà thôi em không dám like bởi vì giấy của nhà em hôm nay vừa vứt đi, nhân viên nhà em vứt đi một tệp như thế này. Cho nên là em không dám like nữa. Còn nếu cái chế mà lúc nãy ấy, comment là không chốt được V55 á, chốt mấy lần không được á. Chị Hoa Lụ bảo nhận được quần vẩy đẹp lắm, mọi người mua đi. Rồi. Chị Hoa Lụ. Cảm ơn chị Hoa Lụ. Đấy, quần vẩy nhà đang mặc trên người này này. Mình mặc tôn dáng lắm, không riêng gì mặc với vest này đâu, đây là nhà đang muốn làm live vest. Còn quần vẩy này chúng ta mặc với rất là nhiều thứ nhá. Mình lấy quần vẩy đi, phong cách lắm. Nhìn nó hot còn hot luôn đi. Đây em dơ cho mọi người xem này. Đường kim mũi chỉ này, nó đẹp như thế này đây này. Đó, nhìn thấy không ạ? Đấy, co giãn như thế này. Đấy là đằng sau nhá. Trước đây set 3 năm còn sót đây nhưng mà cũng chưa gọi xong đơn ạ. Hết đơn hàng, hết hàng rồi. À, mấy bà tượng đế bom của em mất 4 set, 3 set 35 XL đỏ. Nhận đơn cho bác nào lấy cần XL, cần màu đỏ thì nhanh tay nhá. Em vừa đấy vừa tháo trừ Nguyệt nó vừa thống kê ra đấy, được 3 set hay 3 set. Màu đỏ size XL nhận đơn cho khoảng eo từ 76 đến 79, 76 79 size XL màu đỏ, ghi em set 35 XL đỏ. Rồi, đấy. May đẹp không các chị? Quần vẩy giá bao nhiêu? Đứng xa cho cái 139.000. V55 chỉ có size L rồi đúng không? V55 S, M, L, X. Tuy nhiên không nhận lời L, X, L đâu. Chỉ nhận một con thôi. Một đến hai con thôi. Nhận dự bị cho một chị con. Còn S, M thì em nhận được nhiều hơn. Chứ còn L, X, L thì hôm nay vừa bom về được một hai con thôi. Nào lấy comment nhanh tay cho em nào. V55 SM nè, màu chỉ thôi, không còn màu nữa đâu các chị ơi. Còn mỗi màu này, quần vẩy ạ, đẹp vô cùng luôn ạ, nhìn dáng ở dưới thước tha xinh xắn, kiêu kỳ luôn, mặc cái quần vẩy vào nhìn nó chảnh, nhìn nó rất là sang, quần dáng đẹp lắm và chất co giãn nhá các chị nhá, chất co giãn, chất Umi Hàn, chất cũng đẹp, may cũng đẹp. Cảm ơn Phạm Thơm. Nghĩa là cái lô hàng này về bạn ấy báo em, mới là em bảo để chị ôm hết. Thế mà đến sáng bạn ấy báo, chiều em xuống và bạn ấy bảo ngót, bạn báo em số lượng rồi đấy. Xuống bạn bảo trời ơi, bao nhiêu người đến. Đầu tiên là một vài người bên cạnh xem hàng, là xem xong rồi lấy, toàn những cái cùng dân bán hàng với nhau ấy. Đến lấy rồi tranh xong là các bà ấy tranh nhau đến lấy, nào lấy không riêng lấy cho mình, lại đòi lấy để về tặng người nhà, người bạn bè chị em nữa. Thành ra các bà bê mất bao nhiêu? Các bà bê mất gần 100 con của chị. Lấy cho mình rồi còn lấy về cho người nhà. Bây giờ em bảo em giữ cho chị nhưng mà không thể giữ được, đây toàn bạn bè cùng
hội cùng thuyền bán hàng với nhau, em giữ thì trả ra nào. Bạn bán mất gần 100 con của em. Em ôm cả cái lô. Mặc vừa được, mặc được nhá. Rồi, có SML, XL, 2XL. Nhà mình nhá. SML, XL, 2XL. Comment cho em là quần vẩy, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Chất không phải lo gì cả. Tấm hút mồ hôi, co giãn nhiều, mịn màng, xịn sò, đường may nét căng. Dáng thì các chế được nhìn thấy rồi. Không phải lo gì, mình chúng ta về chúng ta được kiểm hàng trước khi thanh toán. Cho nên không phải ngồi đấy loay hoay suy nghĩ chất có đẹp hay không. Không, chúng ta cứ thử đặt về đặt kiểm tra chất lượng không đẹp. Không cần phải suy nghĩ gì, mặc nhìn nó là cứ cao thì mình không nhận hàng, có vậy thôi. Cao chót vót lên, đẹp nên dáng. Cái này nó lịch dáng lắm ạ. Rồi, comment cho em là quần vẩy, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Các bác nào đặt rồi thì mình thôi nhá, không phải nếu mà không thấy gọi thì hôm nay mình đặt lại cũng được. Nhưng mà cái cục giấy quần vẩy nhà em vẫn còn nhiều lắm, chưa kịp gọi xong á. Có gì các chị cứ từ từ đặt hàng từ từ. Đấy, nhìn kỹ hộ em đây này. Áo V55 này rồi em qua mẫu bây giờ nhá, chúng quần ta lên phao. Không có túi đúng không? Không có túi đâu các chị ơi, không có túi, không có túi. Quần vẩy shop khác bán 199k hoa lụ. Ở đấy, người ta bán 199k đấy các xem ơi. Vậy là giá là 299. Quan trọng là cái chất của em xịn lắm, cái chất quần vẩy của em và đường may nét lắm. Cho nên là em không biết là quần người ta bán 199k có chất bằng quần của em. Ô, bán em là cho em không? 1m57 ạ. Rồi, thế nào đấy thì comment cho em là V55 này, SM này. V55 SM này chuẩn bị cháy hàng rồi đấy các sếp. Sau này quần vẩy XL 10 cái, không có gì ạ. Vâng, sau này mà muốn lấy V55 là chuyện bảo giả em gấp đôi tiền lên em cũng không có để bán nữa đâu. Nói thật luôn, hàng hết rồi. Vải hết rồi, không còn vải để sản xuất nữa, cho nên là kể cả có cái giả gấp đôi tiền không có nữa đấy. Cái một cái mã vét mà nó cực kỳ sang như thế này. Áo vét kẻ giá bao nhiêu? 299k, ghi hộ em là V55. 299k. Quần vải của em có size từ S cho đến 2XL các chị nhá. Từ S đến 2XL đấy ạ. Rồi, áo thì chỉ còn SM thôi. Chuẩn sai luôn ạ. LXL chỉ sót hai con nhá. Con về thôi, không bàn đến nữa. Hai con mặc không bàn. Chuẩn sai lắm. Này con giãn này, cái cặp của nó chun, nhưng mà chun nó chun ôm vào thân như này này, cho nên nó không nhìn thấy chun đâu, nó phẳng như thế này này. Các chị nhìn thấy không? Nó phẳng như thế này này. Nó co giãn ra như thế này này, dễ chịu này, dễ mặc này. Để mình yên tâm. Chế nào lấy thì comment cho em là quần vẩy nhá, áo là V55 nhá, S và M. Rồi, bây giờ em sẽ lên cho nhà mình phao này. Rồi, cái này nữa. Gì nhỉ, một cái mã mà đắt hàng, cực kỳ đắt hàng. Em chỉ sót thôi, sót mấy con thôi. Mã và đầm. Quần vẩy em có lên tận 2XL cơ mà các chị. SML, XL, 62, 63 cân. 8047 nhá. Tím em còn L và XL. Quần vẩy em có một màu thôi ạ. Tím còn L và XL, hình như còn mỗi L. Xanh còn đúng một con, size L. D8047 của Studio Korea Hàn Quốc ạ, đầm Hàn Quốc ạ. Chế nào lấy thì comment cho em ạ. Ly đây, ly như thế này. 8047 ạ. D8047. D8047 tím. 84 cân, mặc được 2X luôn ạ. LXL. Muốn thịt tân nha. D8047 xanh L. Xanh L còn con thôi. Báo lại giá quần vẩy đi. Quần vẩy 139k. Sướng lắm, các chị mua hàng nhà em chỉ có ngồi mà sướng thôi. Sướng tít. Sướng tít mắt. Nó rẻ. Cùng cái sản phẩm này ở bên ngoài, nếu mà người ta có thì nó bán đắt lè. Đắt lắm. Nhưng mà không có thể giá như nhàn bán đâu. Thật đấy, bao nhiêu thứ là như vậy đấy. Cái này cũng thế này. Nếu mà bình thường chúng ta đi săn nó là tầm 2 triệu cơ. Em bán cho các chế ạ, còn vài con ạ, xả rốt cho các chế còn 299k. Chế nào lấy thì comment cho em là D8047 tím, L và XL. D8047 xanh, một con duy nhất size L, chú ý của em nhá. Đó. Mua hàng nhà em chỉ có xuống đời thôi. Không, còn mấy em có 2X đâu. Có. Có vẻ. Hôm nay thì chưa. Mai nó có. Mai còn một cái cục toàn 2X thì bạn ấy sót thì bạn mới báo cô. Sót 2X một cục toàn 2X. Đi từ S đến 2X ạ.
Rồi, chế nào đấy thì comment nhanh tay cho em là D8047 tím ạ, LXL kèm số điện thoại cho em. Sale ạ, từ 2 triệu xuống còn 299.000. Em qua mã nhá, 8047 này. V58 cũng đẹp mà chị Lê Hằng ơi. Mỗi cái đẹp một kiểu các chị nhá. V58 cũng là vét hãng rồi. V58 thì nó kiểu nó khác một chút xíu nữa. Mà không phải mà nó V không có kẻ. Chị ơi, hôm nay chị lên hộ nam cho người 85kg cao 1m73 không ạ? Để em ra chuyển khoản đặt cho trước. Ui dồi ôi, thôi trời, chị trời, không dám nhận chuyển khoản đâu. May loanh quanh đứa này đứa kia, nó mỗi tận những mười mấy cô nhân viên, cô này nhặt cô kia nhặt, xong đến lúc cái hàng chuyển khoản đi mất hết hàng rồi, lấy đâu ra mà giả. Mà nhân chứ. Viên nhà em gọi, chị cứ hỏi nhân viên nhà em, cứ chủ động sáng ra gọi bảo bạn ấy tìm hàng cho thì may ra. Rồi bây giờ là lên phao này, xả này. Vết kẻ V55 là 209k bà con ơi. Xả phao. Đây cái này còn sót đâu nữa, còn có váy nền đâu nữa, sót đâu. Quần vẩy mà sinh hiện cầm về hộ. Quần vẩy thơm. Nhờ sinh hiện cầm đi. Nè. Nguyễn thơm. Bọn nhà em nó sợ cầm về hộ lắm. Nó bảo là cầm về hộ sau lửa dáng sau chẳng thấy tiền đâu. Tùy trường hợp, thế nhưng mà đấy là có trường hợp như thế cho nên nó rất là sợ nên là em cứ nói thẳng và nói thật, và nói thật sự là nói thật luôn. Thật luôn là nguyệt thế. Mấy bạn dưới làng Đông nó nguyệt. Không quen ai hết. Đây là chị nhà cháu. Nó bảo không quen ai hết. Bảo nhờ chị Nguyệt cầm về. Không quen ai hết, không biết ai hết. Rồi cái váy suông, hai con váy suông. Váy len suông ạ, cổ lọ ạ. Đến đây nhá, nhà mình nhá. Một con đen, một con lâu. Họa tiết của nó đây. Đấy. Nâu thì như thế này. Hai con này len suông thì ai chị nào ghi hộ em là len suông, len váy suông ấy. Len suông ấy. Nó xẻ một bên nhá các xem nhá. Xẻ một bên và một bên không. Xeo con này còn hả? Quần vẩy là 135.000 ạ, chị Hà nhá. 135 139. 199.000. Dạ. Quần vẩy 139. 139.000 ạ. Rồi, ghi hộ em là len suông đen, len suông màu da. 199k, váy len chất sướng đời luôn. Chất sướng đời luôn. Nhớ hộ em là nó xẻ một bên nhá. Còn một bên nó không xẻ nhá. Tôi đừng bảo thế không, nhân viên nhà em mà. Cô có khách thì cô bảo. Ai để váy của người ta xẻ thì bảo là váy của người ta hỏng. Xẻ. Cô nhà ơi, cô bảo cái gì? Cô có khách thì cô bảo khách nhá. Chả hiểu cái gì đây. Váy xẻ một bên đi bảo là váy hỏng. Đấy ạ. Xẻ một bên nhá, một bên không nhá. Rồi, chị nào lấy comment nhanh tay cho em. Phao đen thôi. Là có đơn. Len suông nó chỉ có mỗi một chiếc thôi gì? Mỗi cái một chiếc thôi. Xả 199k. Nào phao đen nào, xả ở các mình nào. 129.000 nào. Đau hết cả đầu. Bắn lỗ loạn trời đất. Các bác hỗ trợ em nốt chia sẻ với nhá. Rẻ. ML đấy, nhân viên nhà em nó lại lôi xuống cho em con size L, đâm ra em mặc hơi rộng. M và L nhé. Hàng của công ty. Phao siêu nhẹ, hàng của công ty. Em chỉ còn M và L cái má này. Đây là nó lôi cho em con size L nên là hơi dài, hơi rộng một chút xíu. Chế nào lấy, đây, khóa chìm như thế này. S mặc rộng ạ. S gì? Phao á? Phao ơi. Phao thì không có S má này. Chế nào lấy, comment cho em nào. Phao đen, mũ đây. Size M và size L mặc được. Mũ đó. Đây là nhân viên chuẩn bị cho Nhàn size L, không đúng size của Nhàn. Size M cơ, mới đúng size. Các bạn ấy nhúng lung tung ấy, chắc nhúng phải con size L. Chế nào đấy thì comment cho em phao đen ạ. Em xả 129k. 129k. Lỗi nhiều. Nhờ hỗ trợ em chia sẻ nhá. Đó, nhà mặc rộng L, để túi khóa kéo thì kín như thế này. Đó, túi rất là sâu. Hình như có cả túi trong thì phải, để em xem có túi trong không. Trần cả trong cả ngoài nhá.
Có cả túi trong luôn. Thủng đâu mà thủng. Túi này sao rút tiền? Này, túi này có đựng cả tiền tỷ. Túi thật to mấy đựng ạ. Đựng cả tỷ luôn. Tiền tỷ luôn. Tỷ luôn. Các bác cứ tờ 500 là đựng được chỗ này được gần 2 tỷ luôn. Mua áo rẻ về đựng tiền tỷ. 129.000 MBL. Em hết size to rồi. Phao này, phao nữ này, phao nam này, xả hết. Còn màu khác không? Không ạ. Sao á? Có màu xanh lớn màu xanh trắng kìa. Đâu? Đang khác lấy. À ơ, đưa đỏ đây, đỏ đi từ đây. 129.000 hết. Còn nhá. Bách ra đây cho cô hai màu thôi là được. Kệ nó lệch nhau một tí, kệ nó. Phao nữa. Đi lên. Rét hẳn đi các chị luôn mua phao. Em hôm nay năm nay em chết vì phao ấy. Chết vì phao. Này lỗ rồi phao nhiều quá. Ôm cho các chị trước phao đẹp để cho các chị ấy cuối cùng là nó chẳng rét. Nó chẳng rét, bán lỗ hết rồi. Bán mãi trả hết, thế nào bán lỗ. Chẳng ai bắt nhưng mà mình cứ thấy lâu quá không hết thì phải tự bán lỗ. Thế nào là lỗ nhiều. Chết vì phao. Đỏ đây, 129 đây. Phao đỏ nhá. Phao đỏ, phao hồng nhá. Đấy, cái này đúng sai nhằn đây nè. Đều thật đấy. Quá đều. Thôi chung quy là như thế. Mũ có tháo được không? Không. À, phao đỏ 129.000. Nhưng mà có ít lắm. Có để 2X nữa nhá. M 2X, XL. M XL 2X. Phao hồng và phao cam 129.000. Cái này XL. Chỉ có mấy con đấy thôi gì? Ừ, có động ít thôi. Lâu xem nào. Đây, phao hồng 129k. Phao đen còn. Ở trên tổng. Phao hồng MLXL, 2XL. Có mỗi size có khoảng 3 con. 129k cho gọn nhà các chị. Phao hồng nhá, nhà mình nhá. Trần trong, trần ngoài nhá. Đó, phao hồng cho em. Còn di lê. Nhà mình còn mã vét nào nữa không? Vét em còn chứ, V58 em vẫn còn. Về ấy này này, về gì đây này, chưa họ gọi xong chưa? Còn sót mấy con XL đây này. Khổ ghê đấy. Không có XL các chị hỏi thì cứ sót hết cả ruột vì khách hỏi XL mà có đỏ thì lại M và XL. Đỏ có M, XL 2X. Rồi, phao cam nhá, nhà mình nhá, phao cam có mấy con. Nhà mình nhanh tay đi. Cam này. Phao hồng size gì? Phao hồng ML, XL 2XL. Mỗi size có một tí. Phao cam có mấy con, cũng mấy con thôi. Cam đây. Lấy thì comment nhanh tay cho em phao cam. Em bán tặng 129k rẻ như cho. Phao cam này. Bây giờ em sẽ lên cho mình phao P18 nhá. P18 còn sót ít đây này. Đó, phao cam đây. Thoải mái lắm. Phao cam nhá. Phao cam. Rồi. Phao đen, phao đỏ, phao cam, phao hồng. 129k. Thế là xong. Phao, bây giờ là phao lữ P18.
À đây này, em lên cho các chị di lê. Di lê có ít này, mua tặng cho đỏ có L không người nhỉ? Thân. Không đúng không? Không có L đâu. XL hay XL với lại M một con này. Di lê. Di lê này toàn dành cho các bác size lớn lớn nhá. Di lê tím còn một con, di lê đỏ đô này thì còn mấy con. Ôi sao lại di lê? Ôi chết chết rồi, phao lại còn có cả 3X này. 3X đây này, 129k này. Đây đây. Con sỏi nó. Lấy nó vào phao đỏ đi. Lấy nó vào phao đỏ đi. Di lê, di lê. À cái con phao đỏ 3XL đấy, 129k nhưng mà nó không có mũ nha. Ơi, mà em đang chốt đơn không nghe được chị ấy. Di lê Quảng Châu. Di lê Quảng Châu xả cho nhà mình 99k một con. Có chị có biết số khác chị gọi cho em. Đó. Cái này chúng ta mặc cái áo giữ nhiệt ở trong với kèm. Là tắt có hai con à? Mặc cái áo giữ nhiệt ở trong và kèm cái áo này ở ngoài mặc đi làm, hay là ví dụ như chúng ta phải lao động hay bán hàng, hay là ví dụ là thợ may hay là bán hàng như thứ ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phao này rất là tiện và nó nhẹ nhàng và nó gọn gàng. Chế nào lấy thì comment cho em là di lê nhá, phao di lê nhá. Nhưng mà em chỉ còn size to thôi, dành cho sếp vào khoảng độ 58 cân cho đến 66 cân, 58 đến 66 cân chúng ta lấy được nhá. Ví dụ em là di lê đỏ và di lê tím. Di lê tím còn một con. Cam được có size gì? Cam có M 2X. Đấy, tím đây, tím đây, đỏ đây. Là nhận đơn trong khoảng độ 58kg cho đến 66kg. Em còn vài con thôi, tím có con à, đỏ có dăm con à. Nhá. 99.000 ghi hộ em phao di lê. Rồi, em lên cho mình phao 18. Bán 99k đấy. 99k. Bán 99k. Phao 18 này. Màu xanh này thì em còn một con L đây là mới bom này. Còn đâu thì em chỉ còn mấy con X, 3, 4, 5 con X gì L ấy. Màu xanh này, xanh dương. Là còn mấy con xe XL. Mấy con xe XL thôi, một con lẻ L mới bị bom về này. Ghi hộ em là P18, bán tặng nhà mình. Bán lỗ. Còn 199k. P18. Còn 199k nhá. Xanh dương, P18 xanh dương. 199k. Ý em cái quần vẩy mặc đẹp thật. P18 xanh dương. LXL. Em L đây, em đang sỏ L đấy nhá. Không phải size của Nhàn. Xanh dương chỉ còn độ một con L. Một con L. Thì em sẽ nhận thành hai người. XL thì còn độ 5 con. Áo dây kia bị mất rồi, các chị đem đi làm mẫu cho các chị rồi đó. Thì mất rồi, cái áo dây này thì phải mặc áo không dây phía trong nhưng mà vẫn cứ phơi bày cả cái áo dây. Cả dây áo con. Di lê đây anh ơi, nhìn cho em này. Có thế thôi gì? Vâng. P18 xanh dương LXL, sale còn 199.000. P18 sẽ đi đâu mất con. Đây xem M xanh than thì xem M thì chỉ còn 3 con xanh than nữa. Các size vẫn đang còn nhưng mà xanh riêng size M thì chỉ còn đúng 3 con xanh than nữa là hết hàng. Riêng size M chỉ còn đúng 3 con xanh than nữa hết sạch, size M không còn cái màu gì nữa. Ghi hộ em P18 xanh than MLXL 2XL. À không biết có còn 2X không. Thôi rồi, con này bị vặn tay rồi. Con này bị may xoắn tay rồi, cái này để em giả. Nhưng mà đại khái nào với thế thì còn 2 con nữa thôi. Chưa gác còn 2 con nữa thôi. Xoắn mất tay. Xanh gì? Xanh than à? Xanh than. P18 xanh than. Sỏ được. Phao 18 là 199k ấy chị ạ. P18 199k sale á. Nhà Thủy Tốp đang bảo Tốp bán cái này là 285.000. Nhà thì bán cho các chị là 239 đúng không? 229. Còn Thủy Tốt thì bán 285. Bây giờ còn vài con này bán tặng các chị ấy. 199 này. Nhanh tay thì có phần nhá. Màu xanh than này. Quần vẩy còn nhanh không em? Quần vẩy còn em ơi, em cứ đặt đi, đặt nhanh. Đặt nhanh, quần vẩy này xịn lắm. Rồi. Xanh than em còn
MLXL, không biết còn 2X không, hình như sót 1-2 con 2X nữa. Đó, P18 xanh than, MLXL 2XL. Nhá, nhanh tay nhá, sale còn 199k thôi. Nhà mình nhá, phao này phao xịn lắm, sờ chất của nó sướng lắm. Thế nào lấy nên đơn nhanh tay cho em là P18 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại. M size M chỉ còn 3 con duy nhất, màu xanh than, không còn màu gì nữa. Còn size L thì em còn này, em L thì em còn xanh than này, hồng đỗ một con này, xanh dương một con này, đen 3 con này, xanh than khoảng độ 5-6 con là hết. Size XL thì còn nhiều hơn, size XL còn đủ màu, mỗi màu còn khoảng độ 8 con. Size 2X thì còn đỏ đô, XL còn đỏ đô, à quên, đỏ đô còn XL và 2XL, màu đen đây. Em sẽ xỏ cho nhà mình màu đen. Để cho chị con xoắn tay về may lại. À vâng, cái đen này à. Cái này sửa được chị, cái này chị tháo, sửa bọn em sửa, bọn em tự may sửa trong vòng 5 phút xong. Nghĩa là gỡ cái tay nót ra, xong mình để đúng đường may tay lượt trong lượt ngoài, xong mình móc lại, xong ngay, xong ngay. Còn 5 phút, bọn em thợ may 5 phút rồi, các chị không phải thợ may thì 10 phút. Rồi, chị gì? Chị tên Lê Nga. Mai người đây, ở đây người hỏi. Xoắn tay nào? Phao xoắn tay nào? Người tên chị vừa bảo. Cái chị gì? Chị Lê Nga đúng không? Comment lại đi. Comment lại đi cho em nhé, để nhà chị em in ra. Em bán rẻ cho mình này, bán tặng nhau. Bán tặng nhau. 100. Em tặng mà. Mày thì ai bán rẻ. Em tặng mà. Cái này em sửa trong vòng 5 phút em xong, em vẫn bán được như bình thường. Nhưng mà đây em tặng thôi. Nghe cái cách chị nói là em muốn tặng thôi nhá. Mình nhanh tay đi. Mình gỡ đường may lượt trong và lượt ngoài ra, xong mình để gióng đúng cái đường may phía trong này này, đường may phía trong này của áo này. Gióng lại, mình gỡ đường may giữa lượt trong lượt ngoài, xong mình gióng lại hai đường may, xong mình móc lại, mình móc một lúc xong. Áo vest mà bọn em vẫn phải làm thế, mà áo phao áo tiết vừa dòng hai lớp là bọn em phải làm thế. Nếu mà tay áo phao thì thường bọn em sẽ may tay xong bọn em nộn lên lách, nhưng mà nếu trường hợp mà nó bị xoắn như thế này thì bọn em sẽ làm cách đó. Con này để riêng này. Rồi, P18 đen này, đen em còn LXL. Đen em còn L và XL. Có xanh than 2X không? Có khả năng sót 1-2 con đấy. Cho ai chị? Kim à? Vâng. Kim mặc thì chỉ mặc XL thôi chứ chị. Tắt rồi. P18 đen em còn L và XL nhá. Em đang xỏ size L rồi và đang phải túm đằng sau lại cho các chế nhìn dáng lắm. Mũ miếc thứ đầy đủ. P18 mũ mình tháo được ra nhá. Mũ mình tháo được ra nhá các sếp nhá. Phao 18 là như vậy. Mũ mình tháo được ra, phao siêu nhẹ và siêu đẹp. Rồi hàng thời trang hot nhất của năm nay đó. P18 đen NXL 199.000 sale á. Xeo lỗ đây, các sếp nhanh tay đi. Sắn tay em có một con thôi chị ạ. P18 vàng em còn X và một con 2X. Còn XL mấy con? 3 con hay 4 con gì đấy. Và một con 2XL sót lại. Chế nào lấy thì comment cho em P18 vàng. Cố gắng sang năm mới này, đầu livestream em sẽ chọn cái ngày đẹp đẹp và cái ngày mà ấy thì chị em mình gặp gỡ nhau, và cái buổi đầu livestream em sẽ tặng quà các sếp đó, các sếp nhé, chú ý để mình vào cái chúc Tết nhau cả ngày đầu khai xuân. Rồi P18 vàng đây này, cho vào cái túi áo này. P18 vàng em còn một con 2X và 3 con XL. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em mà P18 vàng XL, P18 vàng 2XL. Đấy, em sell cho mình còn 199k nhá. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em.
mày cứ phải ngồi một tiếng, tặng khách là tặng khách, nó cứ lùng bùng mãi. P18 hồng đỗ, em chỉ còn XL thôi, không còn size gì. Hay cũng có thể là chót một con, hai con size L thì cũng không nhớ như là cứ nhận đi. Nhận độ, tại vì nó để trên tầng 4 cơ. Thì nói cứ đặt cho em L đi, L, XL đi. Nếu các mà... chị comment là pha 18 cho em ạ, đừng đâu vào áo hồng. P18 kèm màu cho em. Rồi, okay, chị kèm size nào. Luôn. Đấy, đây là nhà đang sỏ XL nhá. Đỏ đang để sao mình phải kiếm một con đỏ XL xuống vậy. Đấy không ai sai gọi luôn, không để lên mọi người lấy. Rồi. P18 này. Hồng đỗ này. À đấy, có một con hồng L đây này. Nghe mình nhá. Đây là nhà đang sỏ 2X. À sỏ XL. P18 hồng đỗ LXL. LXL. Ê đấy, nhanh tay nhá, em sale cho các chế chỉ còn 199k thôi. Đấy, mua nếu như mà mua một món sơ mi nữa là nếu mà có nhiều không để giờ này là so mấy nhà thủy tốc là sinh tan còn nhiều hơn các màu khác. Anh cứ chốt đi. Nếu mà so mấy nhà thủy tốc là giờ này là bị các chế mua được thêm một cái áo sơ mi đấy nhá. Comment nhanh tay cho em là P18 hồng đỗ XL và L. Nguyễn Hương, Nguyễn Hương ấy chị mặc size mới chị. L và XL. Ui dồi ôi. Vàng còn xe gì? Không còn con nào. Vàng. Vàng có XL và 2XL. 2XL có một con thôi. XL có mấy con? P18 đỏ nhá. Đỏ em có XL và 2XL. Đỏ chỉ còn XL và 2XL đây. Cô bé này mang cho em tận con 2X này em xỏ đây. Đây chắc là nuôi lung tung đi, cất đi chứ còn cô hôm nọ cô chuẩn bị rồi. Mọi người lấy hết rồi. Đó. Đỏ nhá. Đây em đang xỏ size 2X đây nên là rất là bự. P18 đẹp lắm, chị mua mấy cái cho các chị ở trường ai cũng khen. Thích lắm. Bích Hằng Nguyễn. Cảm ơn chị Bích Hằng Nguyễn. Đang khen là P18 đẹp lắm nên em cảm ơn chị Bích Hằng Nguyễn nhá. Chị nào đấy comment cho em là P18 đỏ có XL và 2XL nhá. Không được tiếc chị ạ, mình được mặc trước mà, tiếc gì. Tôi đừng tiếc. Khổ đấy, em đã bảo rồi. Mình quan trọng nhất. Em nhận được hàng rồi đẹp mê luôn, giờ lại rẻ hơn được mấy chục. Đừng tiếc, đừng tiếc, đừng tiếc. Rồi, thằng tiếc là thằng bán này này. Hồng đỗ bán không... gì? Hồng đỗ LXL anh ơi. Đang sale 199k. Nhà mình nhanh tay đi. Góm ở chợ đầu mối đâu vẫn đang xuất buồn thì em hỏi là 340 đấy. 340 đấy. Còn nhà thủy tốp thì bán 275.000. Em thì em bán cho chế 229.000. Bây giờ còn mấy con còn ít ít em sale cho nó xong đi á. 199k. Đó, chị nào lấy comment nhanh tay cho em. P18 đỏ đô XL và 2XL. Nghĩa là size M thì bây giờ là chỉ có mỗi con xanh than là nó đủ size, chứ có điều là rất ít. Và ba con M thôi thì một con để vừa bị xoắn tay rồi thì nghĩa là nó chỉ còn hai con. L thì không biết là có bao nhiêu con nhưng nó cũng chỉ vào 4 con, 5 con gì đấy. XL cũng thế, chung quy rất ít. Màu đỏ này thì lại nhiều hơn nhưng mà lại chỉ có mỗi XL và 2XL thôi. Đấy, chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là màu đỏ đẹp, đẹp thực sự nhưng mà nó hết size nhỏ rồi, còn mỗi XL và 2XL thôi. Chế nào lấy comment nhanh tay cho em là P18. Đấy, mặc thì dài rộng này, lấy đâu ra đẹp được. Quần chị Nhàn mặc là, các chị cứ comment là quần váy ạ. Từ quần... size S đến size 2X, 139k. Quần Nhàn đang mặc thì comment cho em là quần vẩy. Quần vẩy là được. S đến 2XL, 139k một quần. Rồi, bây giờ là phao lên xong rồi đấy. Là lên bây giờ là phao nam. 229.000 nhá. Bây giờ phao nam. Ông Trung ơi, đáng lẽ bảo ông mặc cho cái đồ hẳn hoi tí để ông lên phao hộ. Rồi dơ ha? Mình mặc hả? Dơ hả? Hay em mặc thì nhìn nhìn như bơi luôn. Phao nữ đây, sót một con phao 11. Bác ca em đăng bài rồi đấy, mình còn lấy không? Còn mấy con đây này? Bác ca này, còn mấy con này? Còn mấy con này? Đây, bác ca đây mấy người. L. Em không còn nợ nữa, để tí em trả về cho khách. Ô, thế đi trên kia không hết rồi, hết rồi à? Hết rồi, chỉ còn 3 con xanh và 1 con be thôi. À, thế à?
đen là hết rồi. Đây hai ba con đen đây này, mấy con đây này? Con 11. Con này phao tiền triệu đấy. Chắc chắn. Con chỉ chẳng làm được 8 con. Lông đây nhá, có lông đấy nhưng mà em chưa lắp lông đâu. Của thượng đế bom đấy. Có lông nhưng em chưa lắp lông. Lông sờ đây. Vứt cho em chỗ em con để chú đặt. Khóa 2 chiều nhá, nhà mình nhá. Khóa 2 chiều. Ừ. Có những bà lại không biết để cổ lỗ sĩ đấy, lại bảo khóa hỏng. Không biết thật, nhiều người không biết. Khóa này là khóa mới. Quần vải gì đấy? Quần vải U Mỹ Hàn chị ơi. Quần vải U Mỹ Hàn co giãn mịn màng đẹp lắm. Nhìn vải đã đẹp luôn rồi, đã phê rồi. Bác nào lấy áo phao này thì comment cho em là phao 11 size XL. LXL đều mặc được. Nó chun sẵn như thế này cho nên LXL đều mặc được. Sao đều. Đẹp. Đó. Phao 11 L và XL mặc được sót của con ơi. Mặc bao nhiêu? Áo năm ngoái, chú em năm ngoái em bán đây. Chú mặc cái bộ đấy, chú sẽ áo ra đây. Đây thử cái áo này chế nào đấy thì comment cho em là phao 11 xả cho các chế. Còn cái con này vẫn thế thôi, 289k. Quần vải thì có một màu thôi ạ. 289k, lại còn đòi màu nữa, màu đen là màu cơ bản phao rồi. Phao 11 à? Phao 11. Sai gì đấy? L, XL anh được. Rồi, xem chung nhé, em mặc cái này có khi dài rộng với các chị. Khó tạm thôi. Phao nam, phao 62. Phao 62. Phao kia em mới lên rồi ạ. Có màu hồng ấy. Tài màu ấy chứ. Phao gì lê á? Có tím với đỏ. Đô. Có tím với đỏ đô. Sỏ sỏ đi chồng. Nào đưa đây em nhận đơn cho nè. Kéo cái quần nhớ hẳn hoi. Chị sống một chút. Bảo để sống suốt. Ngoài nó vậy. Bố tóc giang. Con này mày chiêu. Chú lại đỗi bây giờ. Đẳng cấp ở đâu? Mày chạy bảo thật với nghe. Anh ơi kéo xuống à? Chạy kéo xuống à? Là cậu thế gì? Quên, lâu làm chưa quên. Được làm. Không đúng chuyên môn. Đây. Các chị ơi. Con bấy em có túi không? Đây áo làm nhá các chị nhá. Ơi, chị chốt áo làm cho em ạ. Mã như nào? P62 màu xanh than, P62 màu gel, P62 màu ghi. P62 màu xanh than, em mặc là màu xanh than nhá. Chốt cho các anh từ bao cân nào? Em nhận đơn khoảng từ 65 đến 80 cân. 65 đến 80 cân. Xanh than ạ. Em mặc màu khác cho các chị nhá. Xanh than này và ghi ạ. 199 ạ. 210 ạ. Xanh 210. 210 nghìn các chị ơi. 210 nhé. Áo lam 210 ạ. Xanh than này. Và ghi này và rêu nhé. Có 3 màu ạ. Đây em mặc từ màu cho các chị. Chung nhé em có. Giờ có 65 ký thôi. Nhưng mà chung nhé em hơi thấp á. 1m50 cộng đúng không? Dìm hàng. Đấy. Màu ghi nhá các chị ơi. Đây là màu ghi ạ. Pyjama còn màu mã P15 và nhá. P16 nhá chị Nguyễn Thị Liên nhá. Phao lam là mũ được tháo rời nhá các chị ơi. Quần vải lưng chun nhưng mũ mà rất tháo rời. An Nhiên. Đây là màu ghi nhá các chị ơi. Đấy. Đẹp chưa? Đâu còn màu rêu đâu. Quần nhà đang mặc là cẩm tiên hay quần nhà đang mặc cứ comment cho em là quần vẩy kèm size là được, kèm size là được. Các chị comment là P62 cho em ạ. Phao lam là P62 ạ. P62 hay là P62 đều được ạ.
mũ tháo rời các chị nha. Quần vải đang bán giá là 139k nhé Thanh Thảo Nguyễn. Áo xịn lắm. Phao 62 kèm size kèm màu cho mềm em nhé. Mềm cực kỳ luôn. Mềm mướt. Màu nhá, nhà mình nhá. Đẹp lắm. Này. Các chị nhìn này. Nó căng lên như này này. Đấy. Thế còn nếu mà nó cái này mà nó không căng ấy thì là phao đẻo nhá các chị nhá. Các chị để ý kỹ cho em. Phao nó phải thật căng như này này thì mới là phao xịn này. Đấy. Chị nhá. Đấy cái phao mà lúc nãy em mặc lúc nãy cũng là phao xịn của em đấy. Còn cái phao mà năm trước nữa thì là phao đẻo. Phao nó rú rú gió. Phao này phao xịn đấy. Đây là màu rêu nhá các chị nhá. Rêu ạ. Ok chưa? Mũ tháo rời nhá các chị nhá. Thích để mũ thì để mà không tháo ra. Nhéo kiểu khác đâu, kiểu này đẹp rồi. Mỗi kiểu này thôi ạ. Mốt nhất năm nay mà. Xăng long 210.000 các chị nhá. Có màu đen không? Không ạ, có 3 màu thôi. Xanh than, rêu và ghi. Hình như có đen chứ nhỉ? Có đen. Có đen thì phải, em sót màu đen em không mang xuống nhỉ? Có đen thì comment đen đi. Có cả có đen không? Luôn đấy ạ. Có không? 60kg rộng nhá, chế nào đấy, chế nào đạt 66kg em nhận đơn này. Nguyễn Hiền ơi 60kg rộng này. Trần Hồng ơi 66kg ok này. Phao này là phao của công ty đấy chị nhá. Đấy. Phao của đây công ty ạ. Đây này. Phao siêu nhẹ này, đây. Đây. Áo phao siêu nhẹ này của Passion này. Passion đâu mà Passion? Passion gì đấy? À SH à. Passion. Mình đọc nhầm. SH, SH Passion. Đấy, phao thêm nữa. Đen này là phao khác. Phao khác. Giờ đời. Thì mặc luôn. Nhưng mà đang nói là chú của chú mặc phao 62 này có mà có màu đen không? Không. Thế mà bảo không phao đen. Biết được phao thì sao? Xong người ta cứ đặt màu đen. Phao 62 không có màu đen đâu ạ. Xanh than này. Đấy. Ghi này. Và rêu. Không có chị gọi phao này phao cứu hóa. Đây mà. Em nhận đơn từ đây. 65 cân cho đến 80 cân nhá. Đây, còn phao đen. Không nhận đơn dưới 65 cân thôi. Phao đen là phao này. Phao đen là phao này. Phao này không phải phao siêu nhẹ. Ok, chị Hà. Nhưng mà phao này Hà Hằng Son. Phao này cũng quá hịn luôn nhá, các chị nhá. Ok, ok. Đấy. Phao này đây. Phao này thì dáng rộng này các chị nhá. Dáng rộng, không phải như phao lẫy. Đây là hay kìa. Phao phao này là phao 20 cho em. Giá bao nhiêu tiền? 299k các chị ơi. Phao 20 giá 299 đấy. 299. Em chỉ còn M và 2XL thôi. M và 2XL. Đấy. Cân nặng như em là mặc 2XL là thoải mái luôn. Thì em mặc hơi rộng một xíu. Hơi rộng luôn. Đấy. Phao này nhá. Có hôm một bạn khách hỏi cho chị phao cứu hỏa, không biết là cái gì, nghĩ cả ngày mới nghĩ ra. Phao cứu hỏa. Cả ngày mới nghĩ ra là phao 20. Đấy, mũ này. Mũ nào mới tuyển, lai siêu ghê. Chị Hà mũ liền các chị nhá, không tháo được đâu ạ. Phao này ấm luôn. Ấm lắm. Mà chất của nó đẹp cực kỳ luôn. Chị nào nhận được cái phao 20 này cho em xin phản hồi cái. Xem có xấu không ạ? Chất có xấu không? Có đẹp không? Cho em xin phản hồi ấy. Xấu bảo xấu. 83kg, cao 1m73, 84kg, cao 1m73. Phao 20 nhá các chị nhá. Ok ok. Bán phá giá ở đấy. Chị Lên Nga. Các chị nhận cái phao này thì thôi rồi luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Giá như là giá hàng chậm. Cả hai mẫu đều tuyệt vời. Cảm ơn chị Nguyễn Thuần. Đấy. Okay, cứ mặc hết bé to tao cho hết cho các chị mặc nhìn thấy dáng mà phao khí hỏa là phao gì mà buổi sáng nghĩ số điện thoại á, số điện thoại của chị có chốt được đơn đâu mà cho số điện thoại đây này thì đây. Em đọc số điện thoại phao này thì các chị mua cho các bạn trẻ nhá, bạn trẻ nói thật luôn phao này là như tuổi em để đi là không mặc được đâu. An Ngọc ơi chắc mặc là này tối, nó nhìn nó trẻ quá. Em mua một buổi nữa An Ngọc nhá. Đây em xỏ cái tối ngày 20 âm lịch phao này phao 16 đúng không? Phao 8. À, phao 8 à?
Phao này phao 8. Em còn mờ thôi. Phao này phao số 8 nhá, chỉ còn size nhỏ đấy ạ. Đây em mặc thì vẫn vừa đây nhưng mà lớn tuổi không nên chốt cái phao này. Sale còn 265k các chị ơi. 265.000. Phao trẻ nhá, mua cho thanh niên. Đấy. Phao số 8. Được chưa? Chỉ có size M thôi nhưng mà tuy nhiên em vẫn sỏ vừa đây này. Nhận đơn được phao 62 size XL nhá. Em vẫn sỏ vừa size M đây này. Đấy. Các chị cứ cân cân nặng của em nhá. Em 65, 67 cân. 65, 66 cân. Mũ. Ok, phao 20. Mũ liền luôn nhá. Phao 8, phao 8 rẻ. Phao 8 xe trẻ lắm. Mặc nhìn như hàn ấy. Xịn nhơn đấy á, hịn đấy. Nhìn như hàn ấy. Nhưng mà chung nhà em thì không hợp. Bởi nhưng mà trẻ. Nó là dòng phao dành cho các bạn trẻ. Rồi rồi. Rồi rồi, sao mất. Hết rồi đấy. Bộ nam anh chung mặc là bộ năm ngoái rồi em ơi. Phao 20 size M chỉ xinh quy ok. Màu nào nữa? Ok. Phao 20 không có màu khác chị Phương Thanh. À, phao 20 em còn một con size M màu. Đây này, cái phao này, phao này em mặc là phao lông vũ này nhưng mà mặc chính đấy thích bằng cái phao. Rơi tiền, rơi tiền. Vì là cái phao lông vũ này nó cứ bị rơi lông ra xong nó dính đầy. Nếu mà mặc cái bộ đen nó dính vào nhìn buồn cười lắm. Đấy, đấy đang dính này, em đang dính định, áo này. Em đang định vứt đi cái này đi. Không thích bằng cái phao 62 này đâu. Chị Cao Nga. Phao 62 này không phải phao lông vũ, thế nhưng mà là phao xịn. Phao siêu nhẹ nhá các chị nhá. Đẹp. Mặc đẹp cực kỳ luôn. Trong tú ngoài, chân đấy. Trong chân ngoài nhà mình nhá. Chân trong chân ngoài. Chị Cao Nga chị bảo mình nhận phao 20 rồi, chất đẹp tuyệt. Cái phao lông vũ này nó cứ sổ lông ra ấy, nó sổ lông vũ ra ấy. Em cảm ơn bẩn chị Cao Nga nhá, cảm ơn Cao Nga. Mặc quần bộ đồ áo đen này này nó dính vào nhìn một cười. Dư lắm tiền nghe rút lãi được túi. Chả không. Ngoài tiền này có gì đâu. Ồ, lúc nào cũng phải kèm một túi, không sợ vợ lấy mất. Anh làm mình làm túi rồi đấy. Thuốc lá rồi ạ. Quá xe. Đang nói chuyện bảo vàng đi. Điện thoại. Ok, chị Nguyễn Thu bộ đấy anh đấy. Mà không bán là ok ok. Kia còn mấy bộ lam, kia còn mấy bộ ấy. Bộ lam nha, em lên bộ lam này, quần này có chị. Quần này chun đây, chun nhưng mà nhìn nó sướng đời lắm. Chun có phải là chun mình ấy đâu. Đây này, nó phẳng tít như này này. Chứ không phải là chun mà nó rún đầu, nó phẳng lắm. Cái cặp bình thường nó đã phẳng rồi. Cặp bình thường không nó đã phẳng rồi đây này. Cảm ơn hoa mùa hè. Đây, cái cặp quần của nó đây. Nó chế nhá, đó. Nó phẳng như thế này này. Đấy, đường may này, nét lắm. Đường may nét căng, đây đường may né ở đây này. Đường may đây này, hai đường liền này. Rất là nét. Đó, cái cặp nó đã phẳng như thế này rồi. Chun nhưng mà nhìn nó rất là phẳng. Chứ nó có phải chun như là kiểu nó rún vào đâu. Cho nên là không lo, đây dáng quần vẩy. Đấy, lúc đấy chế nào bảo là nhà đứng lên cho em xem dáng quần vẩy. Sang xịn mịn. Ngon bổ rẻ. Đó. 129.000. 139k. Quần vẩy hồ em. Quần vẩy hồ em nhá. Bây giờ là lên cho các chế cái gì. Bao nhiêu giờ rồi, sao đến giờ nghỉ chưa? Hả? Đang vui chứ chưa buồn về. Có hai con phao lạc dòng, ba con phao lạc dòng. Em lôi ra mà tặng các chế luôn. Phao nữ vừa lên rồi, Đỗ Thủy nhá. Xem lại like để đặt nhé, Đỗ Thủy nhá. Chị ơi, người mẫu như em thân cũng bình thường thôi, mặc quần này okay, thân lên ngọc này. Mẫu nhà em bảo nhà chân dài. Mẫu nhà em cao 1m57, mặc cái quần này lên thì cao 1m75. Xin ơi, mày dìm hàng ta đấy xin. Mặc cái này lên cao 1m75. Em cao 1m56. Khiêm tốn thật sự đấy, các bạn ấy bảo 1m57 nghe em cứ lở cái mũi ra. Thật luôn, cao 1m56. Cao 1m56. Đấy, nhưng mà nhìn mặc cái này thôi, nó tôn dáng mà. Ủa, nhìn mặc à, nhìn cao chót vót. Đúng không? Có nhá, chị Loan My có nhá. Đấy, 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 đấy. Về, đẹp. Lại dùng cái Hàn Quốc, chân dài. Quần vẩy của nhà em có size từ size S đến 2XL. Đây đây, có hai con phao lạc dòng.
Thế nào lấy thì comment. Bán tặng cho đứt đi. Quân vẩy kèm sai nha em ạ. Cái này dáng đẹp lắm. Các chị cứ comment là quần vẩy cho em ạ. 139k từ size S đến 2X. Sản phẩm ghi XL nhưng mà em chỉ nhận đơn cho các bạn rơi vào khoảng từ bao nhiêu? Từ 53 cân cho đến 57 cân. Cái áo này nhá, 53 đến 57 cân. Bán tặng luôn 250. Sản phẩm là XL đấy. Có mũ nhá, có lông luôn đấy, có lông luôn đấy. Nhưng mà em chưa cài lông đâu. Cũng có lông màu ghi, màu chì chì. Kiểu cách bom 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 bom. Ghi hộ em là phao 12. Phao 12. Em nhận đơn thành size L nhưng sản phẩm nó sẽ là size XL. Chú ý hộ em nhé. Phao 12. Nhận đơn cho những khách size L. Nhận đơn cho khách size L nhé. Rồi. Cái này nữa. Có bán chứ Tuyết Anh ơi. Cái gì đấy? Nó là quần vẩy nhá. Tuyết Anh comment là quần vẩy. Mã quần vẩy. Kèm size nhá. Mã quần vẩy cho em. Đặt mã là quần vẩy cho em. Mình có thể thay cái lông đi nhá. Ôi nhà em thì có phao 12 thế nào. Chị nào muốn lấy lông em tặng. Em nhiều lông lắm. Lông áo ấy lắm hả? Phao 12 thì sao? Có con nhận rời cho size L. Cái phao gel này. Phao lam còn nhớ Dung Hoàng. Em đặt phao lam là phao 62 à. Kèm size nhá. Phao gel này size XL. Kèm cân nặng Dung Hoàng nhá. Cái comment phao thì là rất phao là đẹp. 62. Nhưng mà em đang chơi cái lông. Thôi cái lông em sẽ phao 62. Em sẽ thay. Đấy. Em sẽ thay cho các chế cái lông khác nhá. Cái lông này nó không nhìn nó không đẹp mắt nhưng mà em sẽ thay cái lông khác cho. Nhưng mà phao thì xịn rồi, không lo gì về phao. Còn con à, bán tặng nhà mình 220. Ghi hộ em ạ. À, phao 13 XL. Vì cái lông mà có vì cái lông, vì độc cái lông chê. Đó. Chê luôn, bán xe tụt giá luôn. Quần luôn. Bán hàng rất là buồn cười. Rồi đấy. XL các sếp ạ. À. Úi dồi ôi, nó xịn như thế này đây này. Nó xịn lắm. Phao này là phao gì? Phao 13 XL. Chủ cách lắm, xịn sò lắm. Em sẽ thay cái lông cho nhà em nhiều lông lắm. Thích lông trắng, lông đen, lông nâu đều có hết luôn. Nói thật lòng. Và lông. Tại vì nhiều sếp mà em bán hàng phao, nhiều chị bỏ mà không lấy lông mà. Cho nên là bác nào lấy thì em. Có hả con à? Rồi. Phao lam là giá bao nhiêu nhỉ? Phao lam là 210. Đây đây đây, phao lam đây. Phao lam là 210 ạ. Đây em dơ lại pháo lam cho các chị nha. Xanh than này. Ghi này. Rêu này, có cả đen đấy. Có cả đen đấy. Lấy hàng, lấy mẫu xuống sót đấy. Đây là màu rêu nhá nhà mình nhá. Màu rêu. Đây là P62, 210k một con. Pháo này thì hết tuổi. Quan trọng nhất là nó bị hết size thôi. Chứ còn hết tuổi. Từ trẻ con cho đến ông già đều mặc phao này. Nó là dòng phao cơ bản, phao truyền thống. Cho nên là phao siêu nhẹ truyền thống. Hàng thì chất vải phao xịn này. Hàng của công ty này. Cho nên là may thứ rất là nét. Có điều là nó hết size rồi. Sale rẻ cho nhà mình. Còn 210k ghi hộ em là phao 62 hay là P62 đều được nhá. Rồi để em xem, em lướt xem có gì em giới thiệu lốt cho các chế để nghỉ nào. À, thử cái con này vào xem là nhìn được không. Phao 62 kèm màu ạ. À, kèm cân nặng cho em nha. Kèm số điện thoại. Đấy mà áo hình nên nâng thỏ đâu. Kèm bộ nam còn không nhỉ. Bộ nam. Bộ nam còn nếu nó nẻ sai quá. Khó thông báo, chưa soạn lại. Màu này len thổ. Phao lao có mặc được hai mặt không? Phao
Trong nó may túi mà, trong nó may túi trong kiểu khác mà. Trong nó có túi nên không không lộn được ra đâu ạ. Trong nó may túi kiểu khác mà. Trong nó có cái túi to ở chỗ này làm sao mà mình mặc hai mặt được. Nó thì nó trần hai mặt như nhau. Chứ mình không mặc được hai mặt. Đây trong nó có thương hiệu này. Trong nó có logo thương hiệu của hãng này. Đó, nó may hai mặt y như nhau nhưng mà trong này nó có đường may. Đây. Đỗ Lê thoát ra vào lại nha Đỗ Lê. Nó như thế này mình sao mặc được hai mặt đây này, có một cái mảng túi rồi. Túi rất là sâu đây, em đã bảo là đựng tiền tỷ ở đây mà. Đấy, hai cái túi hai bên, mỗi bên cho em 1 tỷ vào đây. Đó. Túi tháo được. Đấy, hai mặt trần xịn sò. Hàng xịn mà. Rồi, nên nhà nào mặc nha, lên thổ chất xịn lắm. Chất xịn lắm. Còn có sót mấy con nữa kìa. Các bác lấy đi lên thổ em sale cho các bác còn 99k một con. Ví dụ em lên thổ. Nhận đơn cũng khoảng 40 cân cho đến 55 cân, 56 cân. 40 đến 56 cân mặc đẹp, còn nếu trên nữa vẫn được nhưng mà nó không được đẹp. Comment trên là phao 62 nhá các chị ơi. Ví dụ em là len thổ nhá, len thổ nhá, chúng ta kèm đơn để chúng ta mặc cái này với quần bò, quần sock, quần legging, quần vẩy như nhà đang mặc, của chân váy dập ly các thứ, chân váy dáng dài, chân ngắn như thứ đều đẹp. Nói chung dễ mặc, cái áo này dễ mặc, cổ áo như thế này. Chất thì xịn lắm, chất xịn lắm. Không phải lo gì về chất, xịn lắm luôn. Xịn cực kỳ. Comment cho em là len thổ ạ. Len thổ kèm số điện thoại cho em nhé. Hồi em xin nghỉ đây các sếp ơi. Em dạo này không có độ kiên nhẫn like lâu đâu. Like thế này là ngon lành lắm rồi đấy. Được dài dài rồi đấy. Mỗi khi nhỉ. Máu thật đấy. Tuần này 11 giờ, 11 rưỡi. Có hôm ngày mà bên phòng bên này còn 12 giờ. Khách vẫn cứ đòi là lên tiếp lại cố. Các chị vẫn đặt đây lại cố đây này, em dơ gần cho cả nhà mình xem. Mai mũ tháo rời được các chị ạ. Mũ tháo rời được, phao nữ cũng mũ tháo rời được, phao 18 và phao 62 đều mũ tháo rời được. Còn cái len thổ 99k đang bán tặng 99k nhà mình. Quần trong người là quần vẩy. Quần nhà đang mặc là quần vẩy, mã của nó là quần vẩy. Mình cứ đặt quần vẩy kèm số điện kèm size cho mẹ cho em. Còn nếu mà mình không biết size mình mặc, nói chung là cái này dễ mặc, nó chun, nó co giãn nhiều nên dễ mặc lắm, mặc sướng lắm. Len thổ đẹp lắm các chị nha. Bác nào lấy thì đẹp, không lấy tiền đâu ạ. Comment cho em len thổ kèm size và quên, len thổ kèm số điện thoại thôi. 99k kèm đơn này cho sướng này. Bắn lỗ bạn trời đất lên rồi. Chất xịn ơi là xịn. Mà dễ mặc. Mặc nhìn nó đơn giản nhưng mà nhìn nó vẫn lịch sự. Lịch sự thật sự luôn ấy. Thôi em nghỉ đây. Em xem okay. Lướt quát hết rồi. Phan Lam có 200 bao nhiêu nhỉ? 225 à? 29, 220. Phan Lam á? 210. Phan Lam chỉ có 210 thôi các chị ơi. Còn phao 18 nữ nhà em là 199k. Phao 20 là 299. Phao 8 là 265 ạ. Chị ơi, chị Hạnh Hồng Nguyễn ơi, em đang in đơn, nhiều khi chị hỏi không để ý được ạ. Để nó kịp làm sao luôn. Quần vẩy kèm size cho em ạ. Quần vẩy em có từ S cho đến 2XL nha. 139.000 quần vẩy ạ. Phao Lam mà mặc cái áo phao Lam vào thì trong thì mặc mỗi cái áo lót là ấm cực kỳ rồi. Và thôi mà lại vẫn nhập ra cái gì đấy. Vậy nhung. Quần vẩy vải hay bò đấy, vải nhá. Vải vải Úc Mỹ Hàn chị ơi, có dán nhiều. Dễ chịu mà mỏng mà vừa phải mát. Vừa như Vân Trương. Trung quy là vải rất thích. Rồi ai đấy cái này comment cho em là váy nhung ạ. Nhận đơn eo 72 trở lại ạ. Ghi hộ em váy nhung nâu. Eo 72 trở lại em bán cho mình 99k. Áo dạ tím. Phao Lam 62 có 3 màu ạ. Xanh than, ghi 4 màu. Rêu đen.
Dạ tím XL 99k. Dạ tím XL 99k. CV1 99k. Quần chân... bò lam em chỉ còn mỗi màu lâu thôi. CV1 99k. Từ cái này nhớ cái đấy mai cứ thế là ấy thôi, mình nhìn mà biết mình đọc đúng nó rồi không? Màu tối size to là màu đen. Cái điện thoại nào đầy pin thì em ra. Cái nào chưa đầy pin thì em cắm vào cho chị. Cái này ghi em CV1 99k. Váy nem giờ rất là dày, chân váy nem rất là dày. Parka màu đen và màu kem còn không? Một kem còn ạ, đen hết ạ. Kem dạ, còn. Dạ tím à? Dạ tím XL. Rồi con này là gà váy của Hàn Quốc, một con size XL, ghi hộ em là 8086XL. Đấy kiểu nó rất là đẹp, mà màu nó cũng đẹp luôn, nó săn nách. Váy nhung lâu là cái gì? Anh nhận đi, váy nhung lâu cho em. Rồi ghi hộ em 8086XL, còn một con duy nhất là em xả cho mình mà 299k, đầm này là đầm hơn 2 triệu, đầm hơn 2 triệu đấy. Bây giờ xem cho mình còn 299k, chị nào lấy comment cho em là 8086XL. Em xin nghỉ like nhé cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em nhé. Cảm ơn cả nhà. Đây là sắp bao nhiêu thứ để tặng ở đây, cứ quên, mãi bán hàng quên. Thật mát, thề luôn. Sắp đầy thứ những cái lẻ nhỏ sắp đây để tặng. Bye bye cả nhà, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Cái này là của anh ở 8086. Sau live stream các chị vẫn chốt được hàng, có điều là mình cố gắng chia sẻ live stream cho em để được ưu tiên. Đơn hàng nào mà lỡ mà nhà em chưa chốt được hay là thiếu sót thì các chị thông cảm, bởi vì em thì em bán hàng rất là thật, nhưng mà hàng của em hết thì bắt buộc đấy, hoặc cũng có khi là không phải là hết hàng mà bị thiếu sót cái comment của các chị thông cảm, chứ không phải là em câu like câu view rồi em nói cho qua xong rồi em không bán. Cái điều đó là cái chắc chắn luôn, có cái gì em bán và em nói giá nào là em bán giá đó, kể cả là nỗ mấy đi chăng nữa em cũng đã nói là em làm. Cảm ơn cả nhà nhé, chúc mọi người ngủ ngon. Mọi người có thể sau live stream vẫn comment được ạ. Ok đi, ok đi hộ em ấy, nghe hộ cô cái máy không phải máy của cô. Mày nghe hộ chính. Sau live stream mình vẫn có thể comment được, nhớ hỗ trợ em nút chia sẻ để nhìn thấy nó hợp lệ nha, nhà mình nha. Cảm ơn cả nhà. Em tắt bây giờ là nó sẽ đơ mất một lúc ấy, mình có thể xem lại live stream mình comment sau cũng được nhá. Sáng mai chị gọi lại sớm cho bên em nhé, 7:15 nhà em làm việc nhé. Thế sao lại không có chỗ để tắt được nhỉ? Ở đây.